Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên, Tô Thương. Tập 63. Nếu như tinh vực ma đạo, tất nhiên có thể nhận được sự coi trọng, hơn nữa còn có thể chiến đấu với ma giáo, tôi luyện chính mình. Cứ như vậy, tốc độ chiến đấu của con khẳng định sẽ tiến bộ rất nhanh, không bao lâu nữa sẽ có thể trưởng thành thành một cây đại thụ che trời rồi. Vương Trọng Vân nhìn qua Vương Dã rồi mở miệng nói, tất nhiên, đây chỉ là đề nghị của sư phụ thôi, cuối cùng có muốn đi hay không là ở lựa chọn của con. Vương Dã không chút do dự, kiên quyết dứt khoát nói, cơ hội này, rõ ràng là chuẩn bị cho con mà. Nếu ở trái đất không có không gian cho con phát triển, thì con cũng đi ngoại vực mở ra lối đi riêng cho mình. Vương Dã nghiêm túc nói, sớm muộn cũng có một ngày, con sẽ trở nên cường đại, để trên vũ trụ này, trải rộng đạo tràng của đạo giáo. Được, Vương Trọng Vân mặt mũi tràn đầy vui mừng gật đầu, sau đó nói, đồ đệ, vậy thì sư phụ sẽ ở núi Võ đang chờ tin tức của con, hy vọng một thời gian, tinh vực ma đạo có thể đổi tên thành tinh vực Võ Đang. Con sẽ cố gắng, Vương Dã trịnh trọng gật đầu, ngay sau đó bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, liền dò hỏi, sư phụ vừa mới nói những điều đó, đều là tin tức ở ngoại vực, sư phụ chưa từng đi đến ngoại vực, sao lại có thể biết được? Còn nữa, tinh không cổ lộ là ai vẽ ra, ở trái đất có người tài ba như thế sao? Cái này hả, Vương Trọng Vân không giấu giếm, nói thật những gì sư phụ biết, đều là do Huyền Thiên Tiên Đế nói, hơn 100 năm trước, Huyền Thiên Tiên Đế đến trái đất, đúng rồi, con có hiểu rõ về tinh không cổ lộ không? Vương Dã lắc đầu, sau đó suy đoán nói, tinh không cổ lộ là do Viêm Long Tiên Đế dùng để đối phó với trái đất bố trí ra hả? Viêm Long Tiên Đế? Vương Trọng Vân trực tiếp phủ định nói, cậu ta còn không có cái thực lực đó, tinh không cổ lộ là tự nhiên xuất hiện, cũng không hiểu được, vì sao đột nhiên xuất hiện ở trái đất. Hơn 2.000 năm trước, khi Viêm Long Tiên Đế đến trái đất cũng có nghiên cứu tinh không cổ lộ, kết quả cũng không thu hoạch được gì. Tinh không cổ lộ, là ý trời mà có, thần bí khó lường, từ xưa đến nay, từng mấy lần hiện ra rõ ràng tại vũ trụ này. Có vô số cường giả ở nhiều tinh vực khác nhau. Đều muốn nghiên cứu triệt để tinh không cổ lộ, nhưng không ai thành công, thậm chí có những cường giả sau khi nghiên cứu còn bị lưu lạc bên trong tinh không cổ lộ. Vương Trọng Vân nói tiếp, lần trước tinh không cổ lộ xuất hiện tại tinh vực Huyền Thiên, dẫn đến rất nhiều cao thủ cảnh giới tiên đế đến nghiên cứu. Bọn họ đều muốn đột phá đến cảnh giới trên tiên đế, vì thế đối với những chuyện thần bí, đều muốn tìm rõ thực hư, kết quả là có hơn 10 người cảnh giới tiên đế, chết bên trong tinh không cổ lộ, từ đó về sau. Tinh không cổ lộ liền biến mất. Vương Trọng Vân nói tiếp, ai ngờ hơn 2.000 năm trước, tinh không cổ lộ xuất hiện tại trái đất. Lúc trước, Viêm Long Tiên Đế không dám xâm nhập nghiên cứu tinh không cổ lộ, nhưng cậu ta biết, một khi bước vào tinh không cổ lộ, hoặc là chết, hoặc là đi đến tinh vực khác, Vương Trọng Vân nói, vì thế, để khống chế trái đất, Viêm Long Tiên Đế ép bức cao thủ trái đất, từng người đều phải bước vào tinh không cổ lộ, những người đó đến nay đều không rõ tung tích. Khoảng hơn 100 năm trước, Huyền Thiên Tiên Đế đến trái đất, cậu ấy từng nghiên cứu qua tinh không cổ lộ, có một chút kinh nghiệm, lần này cậu ấy thành công, đã vẽ ra rất nhiều phần bản đồ tinh không, người có thể bước vào tinh không cổ lộ, thì theo hướng tinh vực được đánh dấu trên bản đồ tinh không. Nói đến đây, Vương Trọng Vân nhìn về phía Vương Dã, khẽ cười nói, đồ nhi, Huyền Thiên Tiên Đế đã luân hồi rồi, bây giờ đang ở trái đất, còn có biết cậu ấy ở thế giới này tên là gì không? Chương 2132. Huyền Thiên Tiên Đế, luân hồi rồi. Đối với cái tên Huyền Thiên Tiên Đế này, Vương Dã cực kỳ lạ lẫm, đừng nói đến chuyện anh ấy biết tên người này. Không biết, Vương Dã lắc đầu, khuôn mặt mở tịt. Người đó, con biết, cậu ấy chính là. Vương Trọng Vân cố ý kéo dài một lúc, sau đó từ từ mới nói ra hai chữ Tô Thương. Tô Thương. Nghe được câu trả lời của sư phụ, Vương Dã cực kỳ kinh động. Trong mắt tràn đầy chấn kinh. Đúng. Vương Trọng Vân nói tiếp, Tò Thương, cũng chính là Huyền Thiên Tiên Đế chuyển thế, vì thế, đồ nhi à, trước đó sư phụ mới có thể nói như thế, để con không xem cậu ấy là đối thủ của mình, bởi vì giữa các con, có một khoảng cách không thể nào vượt qua được. Chỉ cần con còn ở trái đất, thì vĩnh viễn không thế nào có được cơ hội vượt qua cậu ấy, cho dù con có nỗ lực bao nhiêu đi nữa, cũng không thể làm được chuyện gì. Vương Trọng Vân thay đổi giọng điệu mà nói, nhưng nếu con đi tinh vực ma đạo, thì chưa chắc nha. Nếu con có thế ở tinh vực ma đạo có được hào quang rực rỡ, có lẽ sẽ có độ trưởng thành bằng tốc độ của Huyền Thiên Tiên Đế. Con hiểu rồi, Vương Dã nghe vậy, nghiêm túc khẽ gật đầu.
Tất nhiên, mặc kệ là Tô Thương hay Huyền Thiên Tiên Đế, đều không phải là kẻ thù của con, cũng không phải kẻ thù của Thiên Cơ Môn. Vương Trọng Vân nhấn mạnh, đối thủ chân chính của chúng ta, là một người khác hoàn toàn. Viêm Long Tiên Đế sao? Vương Dã dò hỏi. Cũng không phải. Vương Trọng Vân lắc đầu nói, Viêm Long Tiên Đế còn chưa đủ tư cách, cụ thể thì sư phụ cũng không rõ. Sư phụ nói những điều này, đều là Huyền Thiên Tiên Đế và Lão Môn Chủ nói cho sư phụ nghe, chờ đến khi con đạt được cấp bậc kia rồi, tất nhiên sẽ tự biết được. Thôi. Vương Dã gật đầu giống như đã hiểu. Sau đó hỏi, sư phụ, lúc trước vì sao Huyền Thiên Tiên Đế lại vẽ bản đồ tinh không, rồi chia cho chúng ta vậy? Cơ hội. Vương Trọng Vân trả lời nói, cậu ấy muốn tạo ra nhiều cơ hội hơn cho trái đất. Huyền Thiên Tiên Đế biết, trái đất là không đủ khả năng sản sinh ra nhiều cao thủ. Cậu ấy muốn để những thiên tài ở trái đất, có một cơ hội phát triển đến ngoại vực. Tóm lại, những gì cậu ấy làm, đều muốn đối phó với kiếp nạn ở. Mặc dù bây giờ tinh không cổ lộ đã mở ra, nhưng trái đất dù sao cũng suy sụp nhiều năm như vậy, rất nhiều tài nguyên thiên nhiên không có cách nào mà theo kịp những tinh vực khác được, quả thực không bằng những cao thủ cường đại tu luyện ở ngoại vực. Bây giờ linh khí bắt đầu khôi phục rồi, không ai xác định được linh khí khôi phục có chắc chắn thành công hay không, nếu như linh khí khôi phục thất bại, thì trái đất này sẽ rơi vào kiếp nạn. Vương Trọng Vân giải thích nói, Huyền Thiên Tiên Đế cùng Lão Môn Chủ trước đây đã thương lượng cách giải quyết. Không ai muốn đặt trứng gà vào chung một giỏ sách. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, mấy ngày gần đây, chắc là đã có rất nhiều thiên tài ở trái đất, đã khởi hành qua ngoại vực rồi. Lúc trước những thiên tài tham gia đại hội võ thuật đó, cùng những người tu chân ẩn tàng không tham gia, có khả năng đều đã đến ngoại vực. Từ đó, nếu như linh khí khôi phục thất bại, ở trái đất cũng không tính là toàn quân bị diệt, tối thiểu nhất vẫn còn có một chút hy vọng, chờ đến khi các con trưởng thành rồi. Cũng được tính là một lực lượng cường đại của trái đất. Vương Trọng Vân nhìn về phía Vương Dã, khẽ cười nói, sở dĩ bây giờ sư phụ mới nhắc đến với con, một mặt là phát hiện gần đây trạng thái của con không được tốt lắm, hai là không nỡ để con rời đi, ai ya, có điều suy nghĩ kỹ một chút, nếu để con ở đây chung quy lại cũng tính là cho sư phụ quá ích kỷ, con phải được xông vào những tinh vực lớn đó một lần mới được. Vương Trọng Vân nói đến đây, trong mắt tràn đầy tiếc nuối. Ông ấy đã nhìn thấy Vương Dã trưởng thành tới bây giờ, hơn nữa đồ đệ này lại có thiên tư thông tuệ, Vương Trọng Vân đối với anh ấy cực kỳ coi trọng, tình cảm sư đồ cực kỳ sâu đậm. Sư phụ, Vương Dã nghe vậy, hốc mắt có chút đỏ, trong lòng cũng không nỡ rời Vương Trọng Vân. Đồ nhi, đi thôi, đi đến tinh vực ma đạo, đây là bản đồ tinh không. Vương Trọng Vân đã đưa ra quyết định, tay lấy ra bản vẽ ra thú, giao cho Vương Dã, nói, đến tinh vực ma đạo rồi. Phải hết sức cẩn thận. Vâng, sư phụ, Vương Dã đón lấy bản đồ tinh không trong mắt có chút nước mắt đảo quanh. Giờ phút này, các ngọn núi lớn, đều diễn ra cảnh tương tự như trên. Đông đảo các thiên tài cáo biệt sư môn của mình, mang theo bản đồ tinh vực hơn 100 năm trước mà Huyền Thiên Tiên Đế đã vẽ ra, bước vào tinh không cổ lộ. Chuyện này đối với bọn họ mà nói, là một thách thức cực kỳ lớn, nhưng đồng thời, cũng là một cơ duyên không thể nào bỏ qua được. Tất nhiên, cũng có một số người, mặc dù không có bản đồ tinh không, nhưng cũng muốn mạo hiểm xông vào tinh không cổ lộ một lần. Những người này không có lòng tin đối với chuyện linh khí khôi phục, cho rằng Viêm Long Tiên Đế chắc chắn sẽ ngăn cản, đến lúc đó ở trái đất sẽ vạn kiếp bất phục, biến thành địa ngục trần gian. Vì thế bọn họ muốn sớm giải thoát, bước vào tinh không cổ lộ, có lẽ có thể có được một tương lai tốt đẹp hơn. Tóm lại, khắp nơi trong thiên hạ, đã có chút hỗn loạn, cuồn cuộn sóng ngầm. Mà nếu như linh khí khôi phục mở ra ở Giang Bắc, càng có gió thổi lớn như báo hiệu dông bão sắp đến. Rất nhiều cao thủ đều tới, ẩn tàng không ra, chờ đợi thời cơ chiếm lấy cơ duyên. Linh khí khôi phục sẽ sinh ra ngọn nguồn linh khí, bọn họ chạy theo như vịt, tất nhiên sẽ không bỏ lỡ. Lúc này, audio điện tử Võ Tấn Bền. Thương Ưởng mang theo Tô Tinh Hà, chạy đến Giang Bắc. Dọc theo con đường này. Mặc dù thời gian ngắn, nhưng Tô Tinh Hà cũng không ít lần bị Thương Ưởng đánh. Có vài lần, Thương Ưởng không chịu nổi, nếu như không phải xem Tô Tinh Hà có xuất thân tốt, thì có lẽ ông ấy đã giải quyết Tô Tinh Hà tại chỗ rồi. Ông nội Thương, lúc này, hai người đi đến trước một cửa hàng đồ ăn sáng, Tô Tinh Hà giả vờ đáng thương mà nói, cháu đói rồi, ông cho cháu ăn bánh bao súp đi. Người tu hành, sao lại đói được chứ, tên nhóc này làm chính sự quan trọng hơn.
Thương Ưởng cự tuyệt nói. Ông ấy đến Giang Bắc, là vì chuyện linh khí khôi phục, bây giờ lại nhận biết được vị trí của Bạch Khởi, muốn đi tìm sư đệ của mình, vì thế không muốn trì hoãn thời gian. Ông nội Thương, thực lực của ông cao cường, không ăn gì cũng không sao, nhưng cháu thì không được đâu. Tô Tinh Hà mặt mũi tràn đầy tủi thân mà nói, huống hồ, cháu vẫn còn là một đứa trẻ đang tuổi lớn, ông không cho cháu ăn, còn có thiên lý không, còn có vương pháp không? Tô Tinh Hà tiếp xúc với Thương Ưởng thời gian không dài, nhưng cậu bé đã thăm dò được tính khí của Thương Ưởng. Lão già này rất xem trọng quy củ, pháp chế, chỉ nhìn đúng sai, cực kỳ cố chấp. Chỉ cần yêu cầu của mình là chính xác, đối phương chắc chắn sẽ đồng ý, quả nhiên, Thương Ưởng sau khi suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng gật đầu, dẫn theo Tô Tinh Hà vào tiệm bán đồ ăn sáng. Ngay sau đó, hai người tại tiệm đồ ăn sáng hưởng thụ bữa ăn. Nhìn Tô Tinh Hà người nhỏ nhưng khẩu vị lại không nhỏ chút nào, một mình ăn ba lồng bánh bao súp. Còn về Thương Ưởng, ngay từ đầu định không ăn gì, nhưng nhìn thấy Tô Tinh Hà ăn thơm như vậy, liền nhịn không được mà ăn một cái, kết quả là ăn liên tục không thể ngừng lại được. Thời Tiền Tần hơn 2.000 năm trước, cũng làm ra thức ăn nhưng không có cách nào so sánh được với bây giờ. Thương Ưởng lần đầu tiên ăn món bánh bao súp ngon như vậy, thật sự là không thể khống chế lại được, một mình ăn tới 20-30 lồng, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Sau khi ăn uống no đủ, Tô Tinh Hà sờ sờ lên cái bụng căng tròn của mình, cực kỳ thỏa mãn. Ông nội này, khẩu vị của ông thật tốt đó nha, ăn nhiều hơn so với những nhà vô địch ăn uống rồi đó. Lúc này, ông chủ đi đến, vừa cười vừa nói, tổng cộng là 350 tệ, ông muốn trả tiền mặt hay quét mã? Hửm, Thương Ưởng có chút dừng lại, sau đó mới nhớ ra, trên người mình không có tiền thời hiện đại, liền từ trong vòng tay chữ đổ lấy ra một thỏi bạc, nói cái này chắc là đủ rồi, nếu hơn thì không cần thối lại đâu. Nói xong, ông ấy liền kéo Tô Tinh Hà chuẩn bị rời đi. Lão già à, đợi đã, thứ này chúng tôi không nhận. Ông chủ đuổi theo nói, đây là bạc vụn, hoàn toàn trả được tiền ăn mà. Thương Ưởng giải thích nói, ông nói là bạc thì nó chính là bạc mà, tôi không phân biệt được, lỡ như thứ này là giả thì sao được chứ, ông vẫn nên trực tiếp trả tiền thì hơn. Ông chủ có chút không hài lòng, tôi không có tiền, Thương Ưởng nói thật, nghe xong lời này, sắc mặt của ông chủ càng thêm khó coi nói, có ý gì chứ, ông muốn ăn quỵt hay sao? Tôi là tướng quân Thương Ưởng, chú trọng nhất là pháp luật kỷ cương, sao lại đi ăn quyệt của ông được chứ? Thương Ưởng nghiêm túc nói, vậy thì ông trả tiền đi. Ông chủ nói, đúng đấy, không muốn nợ thì lấy tiền ra trả đi, lề mề gì chứ? Nhìn ông ta ăn mặc chất phác cổ xưa, không giống người đứng đắn rồi, là đang đi quay phim hay sao chứ? Chắc không phải do thần kinh có vấn đề đó chứ? Chắc có lẽ như thế, cậu bạn nhỏ này, ông ta là gì của cháu, các người có quen biết nhau sao? Một số khách hàng trong tiệm đồ ăn sáng, cảm thấy Thương Ưởng không đúng, nên bắt đầu quan tâm đến Tô Tinh Hà, còn tưởng là Tô Tinh Hà bị lừa bán. Cháu! Tô Tinh Hà tất nhiên biết được điều này, còn người đảo một vòng quanh, vội khóc lên, cháu không biết ông ta, sáng nay ông ta kéo cháu, nói cháu là cháu nội ông ta, cháu không gọi ông ta là ông nội thì ông ta sẽ đánh cháu. Hu hu hu, cháu muốn về nhà, cháu nhớ mẹ cậu bạn nhỏ này, đừng sợ. Mẹ nó! Ông đây ghét nhất bọn buôn người đều đáng chết. Tôi đã sớm nhìn ra ông ta không giống người bình thường rồi, coi như không phải bọn buôn người thì cũng là bệnh tâm thần. Nhanh bao vây ông ta lại, báo cảnh sát đi. Nhất thời, hiện trường đông đảo người dân xúc động bảo vệ Tô Tinh Hà đồng thời có mấy người trẻ tuổi, bao vây lấy Thương Ưởng, thậm chí còn có người báo cảnh sát. Đầu tiên, tôi không quỵt nợ, ăn gì thì sẽ đưa tiền, đạo ký hiển nhiên, Thương Ưởng tướng quân tôi. Làm việc luôn chính nghĩa Thương Ưởng dựa vào lý lẽ biện luật. Tiếp theo, cậu bé quả thực không có quan hệ máu mủ ruột thịt với tôi, nhưng cậu bé này thiếu dạy dỗ, tôi. Ông im miệng đi, trẻ con dù có không tốt, cũng có cha mẹ dạy dỗ, có liên quan gì đến ông chứ? Một người đàn ông thân thể cường tráng bênh vực lẽ phải. Lời nói này, quả thực khiến Thương Ưởng suy nghĩ, bản thân mình làm thế hình như đã vượt quá giới hạn rồi. Mọi người thấy ông ấy không phản bác. Liền càng thêm xác định ông ấy không phải người tốt, ồn ào đứng dậy trách móc. Còn về Tô Tinh Hà thì lộ ra một nụ cười thoải mái, len lén chạy trốn. Hi hi, ông già kia, còn muốn dạy dỗ tôi sao, ông cứ từ từ mà chơi đi. Tô Tinh Hà nhìn thoáng qua Thương Ưởng bị mọi người vây quanh, sau đó nhanh như chớp mà chạy đi, biến mất trong đám người. Thương Ưởng tất nhiên đã nhận ra,
nhưng ông ấy quan trọng pháp luật kỳ cương, lại không thể tùy tiện ra tay, phá hỏng quy tắc, nên không đuổi theo Tô Tinh Hà. Ai ya, thôi được rồi, để nó đi thôi. Bổn quân muốn cho cậu đến chính nghĩa, nhưng hết lần này đến lần khác cậu lại không nghe, đợi đến khi cậu phạm sai lầm, đừng trách bổn quân không khách khí. Thương Ưởng mở miệng, sau đó lấy lại bạc vụn, cơ thể cũng biến mất không thấy gì nữa. Hừm, người đâu rồi? Con mẹ nó, gặp quỷ rồi sao? Hiện trường mọi người đều giật nảy mình, một người sống sờ sờ như thế, mà đã biến mất không chút tăm hơi gì, chuyện này khiến những người trong quán ăn sáng như rơi vào một bầu không khí quỷ dị. Cùng lúc đó, rừng cây tại Đông Sơn, Tô Thương đi vào, đồng thời gặp đương Vương Dương Minh ở cửa vào của động phủ. Tô lão đệ, Vương Dương Minh nhìn về phía trước cửa động, nghiêm túc nói, địa điểm linh khí khôi phục, ngay ở chỗ này, chúng ta đi đến xem thử đi. Tô Thương gật đầu nói, sau đó liền đi theo Vương Dương Minh, đi vào động phủ. Cái cửa vào của động phủ này cũng không lớn, nhưng sau khi xâm nhập vào, lại có một trận kinh thiên động địa, bên trong là một động đá vô cùng lớn. Tô Thương vừa đi được hai bước, liền nhận ra một vẻ khác thường, lông mày nhất thời nhíu lại, đồng thời dừng bước lại. Trận pháp, 108 tòa, đại sát trận. Sau khi thăm dò rõ ràng, Tô Thương nhịn không được mà hít một hơi thật sâu, âm thầm cảm thấy may mắn vì chính mình trước đó đã không đi vào động phủ. Quả thật, ngay tại thời điểm trọng sinh, vì Hồng Liên cùng yêu đao Thái Chân, anh đã biết đến tòa động phủ này không giống bình thường rồi. Lúc đó anh chỉ là cảm giác được bên trong động phủ có một lực lượng thần bí cường đại. Tô Thương định tiến vào, nhưng vì một số việc làm chậm trễ, dần dần không để ý đến chuyện này. Cũng may mà anh không để ý, nếu không thì lấy cảnh giới lúc trước của anh, mặc dù có linh hồn tiên đế cũng chưa chắc có thể phát hiện được 108 tòa đại sát trận này. Mà một khi phát hiện ra một tòa sát trận bất kỳ, chắc chắn phải chết không nghi ngờ gì. Bởi vì, Tô Thương bây giờ có thể thấy được, cái 108 tòa sát trận này, một tòa nhà đều có thể xóa sổ được độ kiếp đỉnh phong. Kinh khủng nhất là, cái 108 tòa sát trận này, là một tổ hợp pháp, toàn bộ khởi động, cho dù là cảnh giới chuẩn tiên đế cũng chết không còn sót lại chút ra nào. Tô lão đệ, sao không đi? Vương Dương Minh nhìn Tô Thương dừng lại, liền nghi ngờ hỏi. Ông đang giả vờ với tôi sao? Tô Thương nhìn về phía Vương Dương Minh, không mặn mà gì mà nói, trong động phủ có đại sát trận, ông không biết sao? Sát trận, Vương Dương Minh lắc đầu nói, cái này thì tôi không rõ. Mặc dù tôi tính toán không chút sơ hở, nhưng có một số việc, tôi không thể tính toán ra được. Có điều, hơn 100 năm trước, Huyền Thiên Tiên Đế dẫn tôi qua đây, lúc ấy không phát hiện trận pháp gì hết, Vương Dương Minh nói thêm một câu, sau đó suy đoán nói chẳng lẽ Huyền Thiên Tiên Đế sau đó lại bố trí trận pháp sao? Không phải, Tô Thương lắc đầu nói, trận pháp này ít nhất cũng có từ hơn 2000 năm trước rồi, tinh khí đã tiêu hao nghiêm trọng, nếu không thì cảnh giới Tiên Đế bước vào, cũng rất khó thoát thân. Bây giờ chỉ là miễn cưỡng có thể kiềm chế được chuẩn tiên đế thôi. Thì ra là thế. Vương Dương Minh nhìn về phía Tô Thương, cười nói, có điều, dù sao thì vẫn là do cậu bố trí thôi. Đây là động phủ của Tổ Long, trận pháp chắc chắn là cậu ấy để lại, cho dù là Huyền Thiên Tiên Đế hay là Tổ Long, đều là chính cậu. Vương Dương Minh cười nói. Tô Thương sờ lên mũi, cũng không phản bác, Tô Thương, cuối cùng cậu cũng tới rồi, cứu tôi đi. Ngay lúc hai người đang nói chuyện, ở nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng cầu cứu quen thuộc. Tô Thương nghe được giọng của đối phương, liền biết là ai rồi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Bạch Khởi chúng chiêu, chúng ta đi xem thử đi, ông đi theo tôi, chú ý nơi tôi đặt chân, đi cùng tốc độ với tôi, thì sẽ không phát động trận pháp. Tô Thương nói một câu, liền thả người đi về phía trước, Vương Dương Minh thì theo sát phía sau. Một đường đi cẩn thận từng chút một. Rất nhanh chóng Tô Thương cùng Vương Dương Minh đã ở chỗ sâu của động phủ, gặp được Bạch Khởi. Bạch Khởi ngay lúc này, đã rơi vào trận pháp rồi, cực kỳ chật vật, âu phục đều bị vô số lưỡi đạo linh khí xé thành những lỗ lớn, vẫn đang kiên trì khổ cực. Sau khi nhìn thấy Tô Thương và Vương Dương Minh xuất hiện, Bạch Khởi giống như là nhìn thấy được cứu tinh, vội vàng cầu cứu hai người bọn họ. Tô Thương, Vương Dương Minh, mau giúp tôi! Cái tên chó chết đáng ghét nào đó vậy mà lại sắp đặt 108 tòa đại sát trận trong này, tôi đã rất cẩn thận rồi nhưng mà cuối cùng vẫn kích động trận pháp, dẫn đến phản ứng liên hoàn. Bạch Khởi vội vàng nói, hai người mau ra tay giúp tôi đi, mặc dù bản thân tôi cũng có khả năng thoát khỏi, nhưng đến lúc đó, không chết cũng mất một lớp da,
đêm nay chính là thời khắc quan trọng để thức tỉnh linh khí, tôi phải đối phó với trạng thái tốt nhất mới được. Bạch Khởi vừa đối đầu chống lại những lưỡi đao linh khí trong trận pháp vừa lo lắng cầu cứu. Thế nhưng, Tô Thương và Vương Dương Minh lại không hề vội vàng mà còn thong thả, giống như quần chúng đang hóng chuyện vậy, hai người đứng ở bên cạnh quan sát với vẻ mặt hào hứng. Vương Dương Minh, ông quen ông ấy sao? Lúc này, Tô Thương mới lên tiếng hỏi. Phải nói thế nào nhỉ, tôi chưa từng gặp ông ấy, nhưng ở nơi bế quan tạm thời có giao lưu với ông ấy một chút, lần này ông ấy xuất quan cũng là do tôi mời, cũng coi như là quen biết đi. Vương Dương Minh nói xong, lập tức nắm lấy một vốc hạt dưa từ trong vòng tay Lưu Trữ ra, vừa cắn hạt dưa vừa nói chuyện phiếm với Tô Thương, cậu Tô, còn cậu, có quen ông ấy không? Không quen. Tô Thương lấy một nắm hạt dưa từ trong tay của Vương Dương Minh, vừa phun vỏ hạt dưa, vừa nói, từng gặp hai lần, ông ấy còn lừa tôi, cái tên này có thù tất báo, nhưng cũng không phải là người tốt lành gì. Không phải chứ, tôi thấy ông ấy âu phục giày da hào hoa phong nhã thế mà, chắc phải là một người tốt mới phải chứ. Vương Dương Minh giả vờ ngạc nhiên nói, ra vẻ đạo mạo mà thôi, trên thế giới này, biết bao nhiêu kẻ mặt người giả thú. Hai, cũng đúng, lời cậu nói cũng có lý, vậy chúng ta có cần cứu ông ấy không? Hai, tôi cũng hơi rối rắm đây. Cứ như vậy, trong lúc Bạch Khởi ra sức đối đấu chống lại đại sát trận, thì Vương Dương Minh và Tô Thương đứng ở bên cạnh trò chuyện ông một câu tôi một câu hết lời này đến lời khác, vẻ mặt của hai người vô cùng bình tĩnh, vừa trò chuyện mà còn vừa cắn hạt dưa, hoàn toàn không quan tâm đến sự an nguy của Bạch Khởi. Thậm chí sau khi ăn nhiều hạt dưa có hơi khát nước, Vương Dương Minh còn lấy ra hai bình hằng đại băng tuyền từ trong vòng tay Lưu Trữ. Bạch Khởi hoàn toàn sững sờ. Bạch Khởi trong đại sát trận nhìn thấy cảnh tượng này, hoàn toàn ngây người, suýt chút đã hôn mê bất tỉnh. Con mẹ nó, ông đây sắp bị sát trận giết chết rồi đây, các người lại còn ở đó cắn hạt dưa. À, ngay trong lúc Bạch Khởi đang tức giận, không cẩn thận đã bị một lưỡi đao linh khí cắt trúng cánh tay, máu tươi ồ ạt chảy ra, ông ấy đau đớn hít một ngụm khí lạnh, Tô Thương. Vương Dương Minh, Bạch Khởi ôm cánh tay, cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Nghiến răng nghiến lợi nói, con mẹ nó hai người đang làm gì vậy hả, nói chuyện ông nội mấy người à, mau đến cứu ông đây đi. Tiền bối Bạch Khởi, ông đừng gấp, Tô Thương còn nhớ rõ chuyện trước đây mình bị Bạch Khởi âm thầm tính kế, thực ra anh cũng là người có thù tất báo. Chẳng qua là lúc đó Tô Thương không tiện nói ra, suy cho cùng thực lực của mình còn chênh lệch rất nhiều so với Bạch Khởi, nhưng mà bây giờ thì khác, Bạch Khởi đã bị vây khốn trong pháp trận, Tô Thương hoàn toàn nắm quyền chủ động. Sao mà tôi có thể không gấp được? Bạch Khởi liếc mắt nhìn Tô Thương, cắn răng lên tiếng, đổi lại là cậu bị vây khốn trong trận pháp, để xem cậu có gấp hay không, thật đúng là chỉ biết nói mà không biết suy nghĩ đến người khác. Nhưng ông có gấp thì cũng vô ích mà thôi, còn về có cứu ông hay không, và làm sao để cứu ông, tôi phải mở một cuộc họp nhỏ với Vương Dương Minh, phải bàn bạc cẩn thận một chút mới được. Tô Thương cười nói, trước khi làm bất cứ chuyện gì, chúng ta đều phải sắp xếp ổn thỏa chính xác. Như vậy thì mới có thể tăng thêm được tỷ lệ thành công, tiền bối Bạch Khởi, ông nói xem có phải không hả? Đó là điều chắc chắn rồi, Bạch Khởi còn chưa kịp lên tiếng, Vương Dương Minh đã cất lời, lời cậu Tô nói rất có lý, chúng ta cần phải mở cuộc họp, bàn bạc một chút. Vậy thì hai người mau bàn bạc đi, Bạch Khởi tối sầm mặt thúc giục, Tô Thương gật đầu, sau đó còn thật sự nghiêm túc nói, Vương Dương Minh, tôi cảm thấy chúng ta nên thế này, sau đó thế kia, cuối cùng lại thế này. Tôi cảm thấy thế này không được, chúng ta trước hết phải thế kia, rồi lại thế này, cuối cùng thế kia. Vương Dương Minh nghiêm túc thảo luận với Tô Thương. Không không không, ông không hiểu ý của tôi rồi, ý tôi là thế này, thế kia, bước cuối cùng lại thế này, cậu Tô này, phương pháp này của cậu không thể thực hiện được, thực sự cần phải. Thế này, thế kia, Bạch Khởi thân ở trong sát trận, sau khi nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người họ, sắc mặt tối đen hơn lúc nào hết. Đủ rồi. Hai người đùa giỡn tôi đúng không? Bạch Khởi vừa đối đầu chống lại đại sát trận, vừa nghiến răng nói đi, rốt cuộc hai người muốn thế nào mới chịu cứu tôi? Tiền bối Bạch Khởi, ông hiểu lầm rồi, chúng tôi không phải là không muốn cứu ông, chỉ là độ khó của cái này quá lớn mà thôi. Tô Thương khẽ cười nói, ông nhìn tôi xem, chẳng qua chỉ là cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong mà thôi, trận pháp mà ngay cả một chuẩn đế như ổng còn không phá được, thì tôi làm sao phá được đây? Chúng tỏi thật sự là lực bất tòng tâm, có phải không hả Vương Dương Minh? Vương Dương Minh lại lắc đầu nói, thực ra, tôi có thể thử xem sao,
suy cho cùng thì tôi cũng đã đặt chân đến cảnh giới chuẩn đế. Mặc dù trận pháp này lớn mạnh, tôi không thể nào chống lại từ chính diện, nhưng vớt ông ra ngoài cũng không khó lắm. Vậy ông ra tay đi, còn thất thần ở đó làm cái gì? Bạch Khởi nhìn về phía Vương Dương Minh, sau đó còn nói một cách bực dọc, tôi biết rồi, chắc không phải là ông Vân còn đang nhớ thương đá kỷ huyết đó chứ? Kha kha. Vương Dương Minh nghe vậy, cũng không có lên tiếng phủ nhận, đáp án rõ ràng như vậy, ông ấy thực sự muốn có đá kỷ huyết. 161-226-547-688-500-2066-2904-6999-000. Tô Thương nhíu mày, tò mò hỏi, chính là đá kỷ huyết được sinh ra trong Thi Sơn huyết hải sao? Đúng vậy. Vương Dương Minh gật đầu, đáp lại, cậu Tô, cậu không biết đó thôi, ở chỗ Bạch Khởi có hai khối đá kỷ huyết. Mấy trăm năm trước, tôi đi đến nơi ông ấy bế quan, âm mưu việc thức tỉnh linh khí với ông ấy. Lúc ấy tôi xin ông ấy một khối, ông ấy không những không cho, còn suýt chút nữa đánh tôi một trận. Vương Dương Minh bật cười nói tiếp, đá kỳ huyết chính là món đồ tốt, cho dù là khí huyết khô cạn đến mức nào, cho dù đã hao hết máu huyết, chỉ cần có đá kỳ huyết ở đó thì đều có thể hồi phục lại ổ đính phong không khoảnh khắc, còn có tác dụng lớn hơn là đan dược xâm ca. Bạch Khởi vậy mà lại có đá kỳ huyết. Sau khi có được đáp án khẳng định, khóe miệng Tô Thương khẽ cong lên nụ cười. Không cầm lòng được mà bắt đầu đánh chủ ý lên đá kỷ huyết. Trước đây, Tô Thương học được một loại bí thuật từ chỗ Thự Công, cho dù máu thịt có tán loạn, hồn phi phách tán, thì vẫn có thể tái hợp lại linh hồn, tái hợp lại cơ thể, chẳng khác nào có được cái mạng thứ hai. Chẳng qua là sau khi sử dụng phương pháp này, cơ thể sẽ có hơi suy yếu, không thể ở trạng thái đính phong, dù sao thì tiêu hao máu huyết rất nhiều. Mà loại tiêu hao này, dùng đan dược bình thường rất khó để bù đắp lại, cho dù là đan dược cực phẩm cũng không thể nào khôi phục nhanh chóng được. Nhưng nếu như có được đá kỳ huyết, vậy thì kết quả sẽ khác rồi, hoàn toàn có thể khôi phục trạng thái đỉnh phong trong chớp mắt, gia tăng phương pháp bảo toàn sinh mệnh. Cho nên, đương nhiên Tô Thương động tâm với đá kỳ huyết, nếu như có thể đạt được một khối, vậy thì còn gì tốt hơn nữa. Ông nằm mơ. Ai ngờ được lúc này, Bạch Khởi vô cùng bài xích. Ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Dương Minh, nghiến răng nghiến lợi nói, tôi đã cất giữ vật quý đá kỳ huyết này bao nhiêu năm rồi, ông đừng có mà hy vọng hão huyền nữa. Bạch Khởi, Vương Dương Minh nghe vậy, trên mặt nụ cười khuyên bảo, đừng kích động, ông giữ lại đá kỳ huyết cũng không có tác dụng gì đâu, đưa nó cho tôi đi, tôi có thể khiến nó phát huy được tác dụng lớn nhất. Nếu như ông không đưa cho tôi, vậy thì tôi sẽ không cần phải suy nghĩ đến việc phải giúp ông nữa, theo như tình hình hiện tại. Nhanh nhất cũng phải đến ngày mai thì ông mới phá được trận pháp này. Vương Dương Minh cười nói, đêm nay linh khí khôi phục, nếu ngày mai ông ngoài, thì đã muộn rồi. Mới ra Vương Dương Minh. Bạch Khởi nghe thấy vậy, bỗng tức giận với nói, linh khí khôi phục quan trọng như thế nào, mà ông lại lấy nó ra để uy hiếp tôi, để có được đá thạch huyết, ông không sợ bị người đời cười nhau sao? Tôi đây cũng không phải đùa giỡn với ông đâu, nhưng ông sẽ rất đau khổ đó, đây là sự thật. Vương Dương Minh cười nói, ông, Bạch Khởi không kiềm chế được cơn giận, cuối cùng nghiến răng nói, hừ, lần này cứ coi như tôi xui xẻo, đá kỷ huyết, tôi có thể cho ông một viên, mau ra tay đi. Được luôn, Vương Dương Minh đạt thành mục đích, trên mặt liền nở một nụ cười thâm độc, ông ta bắt đầu điều động linh khí bao quanh khắp người, định ra tay giúp Bạch Khởi. Tiền bối Bạch Khởi, cái đó, tôi có một yêu cầu hơi quá đáng một chút, chính lúc này, Tô Thương nhỏ giọng nói. Nói, Bạch Khởi vừa mới tổn thất mất một viên đá thạch huyết, tâm trạng đang rất khó chịu, lạnh lùng nói. Không phải ông có hai viên đá kỳ huyết sao, dù gì thì ông giữ lại cũng chẳng có tác dụng gì, hay là ông cho tôi viên còn lại nhé? Tô Thương khế cười nói, nếu như ông đồng ý, thì tôi có thể cứu ông ra khỏi trận pháp cút. Con mẹ nó, trong chốc lát Bạch Khởi tức quá hóa giận nói, Vương Dương Minh ít nhất cũng là cảnh giới chuẩn tiên đế, tuy thực lực không bằng tôi. Nhưng cũng là cao thủ của một vùng, quả thực có thể giúp được tôi. Cậu chẳng qua cũng chỉ là nguyên anh đỉnh phong thôi, đến cảnh giới độ kiếp cũng không bằng, thì sao mà cứu tôi được chứ? Bạch Khởi xám mặt lại nói, chẳng lẽ, cậu coi tôi là tên ngu ngốc coi tiền như rác, thấy có thể chém gió được ở trước mặt tôi, thì tôi sẽ cho cậu một viên đá kỳ huyết sao? Đúng vậy, Vương Dương Minh thấy vậy, bắt đầu lấn tới nói, cậu Tô, thực lực của cậu yếu ớt, đừng nên nhúng tay vào chuyện này, đá kỳ huyết. Cậu cũng đừng suy nghĩ nhiều về nó nữa. Cậu cũng nhìn lại thực lực của mình đi, Nguyên Anh đỉnh phong, cậu muốn cầm đầu anh em Bác Khởi à?
Sau khi Vương Dương Minh giáo huấn Tô Thương xong, liền ưỡn ngực cười nói, he he, người anh em Bạch Khởi, đợi đó, tôi sẽ vào trong trận, để phá trận pháp với cậu. Được, dựa vào thực lực của hai người chúng ta, nhất định sẽ không ai bị thương đâu, hơn nữa trong vòng một tiếng đồng hồ là có thể phá được trận pháp. Bạch Khởi nở một nụ cười mừng rỡ, cuối cùng có tia hy vọng rồi. Vương Dương Minh cũng không nuốt lời, sau khi có được đá kỳ huyết, liền nhảy vào trong trận pháp ngay lập tức, đứng cùng một chỗ với Bạch Khởi. Ban đầu, một mình Bạch Khởi, phải dùng hết toàn bộ sức lực mới đối phó được với linh khí bên trong sát trận, nhưng bây giờ đã có thêm Vương Dương Minh rồi, thì sẽ dễ dàng hơn nhiều, thậm chí đã bắt đầu áp chế được sát trận rồi. Cứ phát triển như thế, chắc chưa đến một tiếng nữa, hai người sẽ phá được trận pháp ra ngoài thôi. Ha ha, Tô Thương đứng ở bên ngoài nhìn thấy cảnh này, khóe miệng nở một nụ cười. Đá kỳ huyết, nhất định anh ấy nhất định phải có được, bí thuật học được từ Thự Công bây giờ mới có hiệu quả, hết cách, vì muốn chèn ép Bạch Khởi, Tô Thương đành phải dùng đến thủ đoạn. Bên trong tòa động phủ này, có 108 tòa đại sát trận, giữa các trận pháp đan xen lẫn nhau, nếu như đồng thời mở ra, thì uy lực càng khủng bố hơn. Lúc trước, Bạch Khởi đánh lung tung, nên đã xuất hiện một tòa đại sát trận, hơn nữa còn kinh động đến 8 tòa sát trận xung quanh, cuối cùng cả 9 tòa sát trận đều di chuyển. Tình hình này, trong một thời gian ngắn, quả thực là Bách Khởi có thể trốn ra ngoài. Nếu như 108 tòa trận pháp đồng thời khởi động, thì coi như Bạch Khởi sẽ phải bị vây ở đây 3 đến 5 năm. Bây giờ có thêm sự gia nhập của Vương Dương Minh, tốc độ phá giải trận pháp của Bạch Khởi cũng tăng nhanh gấp mười mấy lần, hơn nữa còn không bị trọng thương. Bây giờ Tô Thương muốn Bạch Khởi lấy đá kỳ huyết ra, cách tốt nhất chính là mở ra mấy tòa sát trận, để tăng thêm áp lực cho Bạch Khởi và Dương Minh Vương. Như vậy, nhất định Bạch Khởi cũng sẽ đồng ý. Thế là, Tô Thương không chần chờ gì nữa, mà lập tức bắt đầu nghiên cứu đại sát trận trong động phủ áp. Mấy trận pháp này đối với người khác mà nói, có lẽ sẽ phức tạp, nhưng trong mắt Tô Thương, thì lại chả là gì cả. Sau mấy chục phút, Tô Thương đã đem 108 tòa trận pháp đã được tính toán lý lưỡng, hơn nữa có thể khống chế một cách nhuần nhuyễn. Mà lúc này, Bạch Khởi và Vương Dương Minh, mệt đến nỗi thở hồng hộc, nhưng kết quả thu được lại rất lớn, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được rằng bọn họ đang phá giải trận pháp. Ha ha, anh Bạch Khởi, tôi không nuốt lời nhé, trận pháp sắp được phá rồi. Vương Dương Minh cười nói. Bạch Khởi gật đầu, và nở một nụ cười, cuối cùng có thể thoát khỏi cái trận pháp quỷ quái này rồi. Hai người vui mừng có phải là quá sớm rồi không nhỉ? Nhưng chính lúc này, khóe miệng Tô Thương khẽ nhếch lên, sau đó mười ngón tay liền co lại. Lúc này, những tòa sát trận còn lại trong động phủ, đồng thời mở ra. Bởi vì là trận pháp liên hoàn, cho nên lúc này, Bạch Khởi và Vương Dương Minh liền cảm nhận được cảm giác chèn ép từ trước đến nay chưa từng có. Mẹ kiếp, tôi quên mất, tên tiểu tử Tô Thương này am hiểu trận pháp. Không đúng, con mẹ nó, trận pháp này là do cậu ta bố trí, cậu ta muốn khống chế thế nào thì có thể khống chế được như thế, sơ suất quá đi. Vương Dương Minh kịp phản ứng lại, bỗng nghiêm túc, nở một nụ cười, nói một cách nịnh nọt, cậu Tô, vừa nãy tôi chỉ đùa với cậu thôi, cậu đừng nóng giận. Thực ra tôi với cậu cũng cùng một chiến tuyến đấy, mau mở trận pháp, thả tôi ra đi. Vương Dương Minh cúi thấp lưng thêm một lần nữa, chỉ sang Bạch Khởi nói, không phải là cậu muốn đá kỳ huyết sao, Bạch Khởi vẫn còn có một viên, cậu mau tra tấn ông ta một trận. Chắc chắn ông ta sẽ giao cho cậu thôi Vương Dương Minh. Bạch Khởi thấy vậy, bỗng không kiềm chế được cơn giận, nghiến răng nghiến lợi nói, tên tiểu nhân hèn hạ nhà ông, đồ hai mặt. Vương Dương Minh lườm Bạch Khởi một cái, ông ta không hề quan tâm đến Bạch Khởi nói gì, mà chỉ tiếp tục nịnh nọt, cậu Tô, tôi có sao nói vậy, dáng vẻ lúc nãy của cậu, quả thực là quá ngầu, thậm chí còn rung động đến trận trái tim tôi, cậu mau thả tôi ra đi, để tôi còn chiêm ngưỡng phong thái của cậu ở cự ly gần. Tô Thương cũng không hề để ý đến mấy lời nói của Vương Dương Minh, mục tiêu của anh ấy chính là đá kỳ huyết, ngay sau đó anh ấy liền nhìn về phía Bạch Khởi khẽ cười nói, tiền bối Bạch Khởi, nếu như ông đưa cho tôi đá kỳ thạch, thì tôi sẽ thả ông ra khỏi đó ngay. Cậu, được được được, cậu ác độc quá đấy. Bạch Khởi tức quá hóa giận, cuối cùng vẫn làm theo lời Tô Thương, sau đó đưa cho anh ấy viên đá kỳ huyết còn lại. Tô Thương cũng không nuốt lời, nói được thì làm được. Ngay lập tức liền thả Bạch Khởi ra ngoài. Tiền bối Bạch Khởi, tôi nhắc ông trước nhé, bên trong tòa động phủ này, có đến 108 tòa đại sát trận, đều đã bị tôi khống chế rồi,
Tô Thương đem đá kỳ thạch thu vào vòng tay chứa đồ, sau đó ánh mắt liền dừng lại trên người Bạch Khởi, nói đơn giản một chút thì là, chỉ cần người ông còn ở trong động phủ, dù cho ông có là cảnh giới chuẩn tiên đế đi nữa, thì cũng không thể làm gì được tôi, chỉ cần tôi động não một cái, tự động sẽ có trận pháp nhốt ông lại. Nếu 108 tòa trận pháp đồng thời mở ra, thì chắc chắn ông sẽ bị nhốt lại từ 3 đến 5 năm, thì là chuyện đương nhiên. Tô Thương cười giễu cợt nói, cho nên, tiền bối Bạch Khởi, tốt nhất là ông nên đối xử với tôi có lễ độ một chút. Yên tâm, đồ cũng đưa cho cậu rồi, thì sẽ là của cậu, tôi không đến nỗi keo kiệt như thế đâu. Bạch Khởi tiếp nhận ánh mắt của Tô Thương, cau mày nói, chỉ là tôi tò mò, sao cậu lại nắm được trận pháp ở đây một cách nhanh chóng như vậy hả? Bạch Khởi bắt được điểm chính, phát hiện một vấn đề quan trọng, trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Lúc trước ông ấy đã biết Tô Thương là người quan trọng để linh khí thức tỉnh, không có Tô Thương, cơ hội linh khí thức tỉnh sẽ rất mong manh. Mà tất cả những điều này chỉ bởi vì đời trước Tô Thương là Huyền Thiên Tiên Đế. Mặc dù Bạch Khởi chưa từng gặp Huyền Thiên Tiên Đế, nhưng cũng có một chút hiểu biết. Ban đầu Huyền Thiên Tiên Đế và Vương Dương Minh cùng nhau đến chỗ ông ấy bế quan tu luyện, nhờ ông ấy giúp đỡ lần linh khí thức tỉnh này. Huyền Thiên Tiên Đế đã sắp xếp rất nhiều chuyện vì linh khí thức tỉnh, thậm chí ngay cả Huyền Thiên Tiên Đế cũng là một nhân vật quan trọng, mà động phủ này đã từng xuất hiện để khí của Tổ Long, chìa khóa động phủ. Hơn nữa sau khi Bạch Khởi đi tới động phủ đã phát hiện rất nhiều dấu vết chứng tỏ Tổ Long từng ở đây. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, động phủ này chắc hẳn là thuộc về Tổ Long, là chỗ Tổ Long tu luyện hơn 2.000 năm trước. Như vậy trận pháp ở đây chắc chắn là do Tổ Long bố trí. Lúc Bạch Khởi mới suy nghĩ ra chuyện này, thậm chí còn âm thầm chửi mình ngu xuẩn, lúc trước lại mắng người bố trí trận pháp, mình đúng là đáng chết, ngay cả Tổ Long cũng dám mắng. Cũng là bởi vì nghĩ ra điều này nên Bạch Khởi chỉ dám mắng chửi một lần, về sau cho dù có chật vật đi nữa cũng không dám mắng người bố trí trận pháp nữa, nếu trận pháp là do Tổ Long bố trí, mà lại là sát trận liên hoàn khổng lồ như vậy. Trước đó Tô Thương chưa từng nghiên cứu qua. Làm sao có thể hoàn toàn nắm trận pháp trong tay chỉ trong thời gian ngắn như vậy cứ, điều này đúng là không thể tưởng tượng nổi. Chuyện này sao, Tô Thương nghe được câu hỏi của Bạch Khởi, khẽ cười nói, không phải rất đơn giản sao, những trận pháp này vẫn còn là cấp thấp, tôi có thể nhìn thấu rất dễ dàng. Không thể nào, Bạch Khởi nghe vậy thì không thể tin nói, người giỏi về trận pháp nhất mà tôi từng được thấy trong cuộc đời này chính là Tổ Long bệ hạ. Nhưng cho dù là ông ta cũng không có khả năng nắm trong tay 108 sát trận trong thời gian ngắn như vậy được, Bạch Khởi nhìn về phía Tô Thương, nói tiếp, nếu như cậu thật sự có thể làm được, vậy tài năng về trận pháp chỉ có thể dùng từ yêu nghiệt để hình dung, không, yêu nghiệt cũng không đáng để hình dung. Tô Thương cười một tiếng, cũng không giải thích nữa. Anh bác Khởi, ngay lúc này, Vương Dương Minh ở trong trận pháp vừa chật vật đối kháng với sát trận, vừa nói. Hôm nay nói chuyện này cho anh cũng không sao. Thật ra thì Huyền Thiên Tiên Đế chính là Tổ Long. Cái gì, Huyền Thiên Tiên Đế là Tổ Long? Bạch Khởi chấn động, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, lẩm bẩm Tổ Long, Huyền Thiên Tiên Đế. Tôi biết rồi, ha ha ha, khó trách, khó trách. Lúc trước tôi vẫn luôn tò mò rốt cuộc Huyền Thiên Tiên Đế là người thế nào, tại sao không để lại chút sức mạnh bảo vệ trái đất, thậm chí lần này còn mạo hiểm vào luân hồi, chuyển thể sống lại chỉ vì tìm một cơ hội. Bây giờ tôi mới biết. Hóa ra Huyền Thiên Tiên Đế chính là Tổ Long, hơn 2.000 năm trước, Tổ Long đến ngoại vực, hơn 100 năm trước lại lấy thân phận Huyền Thiên Tiên Đế trở về, chuẩn bị tất cả, định mở linh khí thức tỉnh, làm trái đất lớn mạnh, ha ha ha. Sau khi hiểu rõ những điều này, Bạch Khởi ngửa mặt lên trời cười to, sau đó bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề, nụ cười trên mặt lập tức cứng lại, đưa mắt nhìn về phía Tô Thương. Giờ phút này. Trong ánh mắt ông ấy nhìn Tô Thương không còn vẻ hờ hững và bất mãn lúc trước nữa, thay vào đó là cung kính và nhớ nhung mãnh liệt, dần dần, hai mắt Bạch Khởi ửng đỏ, đáy mắt lấp lánh ánh lệ. Huyền Thiên Tiên Đế là Tổ Long, mà Tô Thương chính là Huyền Thiên Tiên Đế chuyển thế, như vậy thân phận thật sự của Tô Thương dĩ nhiên là Tổ Long. Tổ Long là đời thứ nhất, Huyền Thiên Tiên Đế là đời thứ hai, Tô Thương là đời thứ ba. Tổ Long ở trên trời cao. Bạch Khởi hít sâu một hơi. Cố gắng khống chế cảm xúc của mình, sau đó quỳ hai đầu gối xuống đất, vô cùng cung kính, mừng đến chảy nước mắt nói, mà tướng Bạch Khởi bái kiến. Tổ Long, Tô Thương chính là Tổ Long, người khai sáng ra Tiền Tần, nhân vật thiên cổ. Tất cả tín ngưỡng của Bạch Khởi đều là Tổ Long, sùng bái Tổ Long mù quáng, cho dù Tổ Long bảo ông ấy chết,
ông ấy cũng sẽ không chút do dự lựa chọn tự bảo. Hơn 2000 nhiều qua, sự nhớ nhung của Bạch Khởi dành cho Tổ Long đã sâu tận xương tủy. Bây giờ biết được Tô Thương chính là đời thứ ba của Tổ Long, Bạch Khởi cũng không thể khống chế mình được nữa, tình cảm lập tức tuôn ra. Ừ, Tô Thương thấy vậy cũng vô cùng xúc động, giơ tay lên nói, đứng lên đi, không cần khách khí như vậy. Mạt tướng không dám mồ. Bạch Khởi đầy tự trách nói, lúc trước Mạt tướng không biết thân phận của ngài, đã làm rất nhiều chuyện vượt qua quy củ, mời Tổ Long xử phạt. Ông cũng đã nói ông không biết thân phận của tôi rồi còn gì, người không biết vô tội. Ánh mắt của Tô Thương rơi xuống người Bạch Khởi, lạnh nhạt nói, tôi bảo ông đứng lên mà ông lại không đứng. Sao vậy, 2000 năm đã qua đi, ngay cả lời của tôi ông cũng không nghe nữa hả? Không dám, Bạch Khởi vội vàng đứng dậy, vẫn luôn cung kính đứng ở một bên, thậm chí không dám ngẩng đầu lên nhìn Tô Thương. Sớm biết thân phận Tổ Long dùng tốt như vậy, vừa rồi tôi đã nói cho ông biết rồi. Cũng giảm bớt được bao nhiêu phiền toái. Tô Thương cười một tiếng, sau đó nói, nhưng cũng tốt, bây giờ tôi đã nắm trong tay 108 trận pháp, cũng coi là có thêm vài chiêu, linh khí thức tỉnh tối nay lại có thể nắm chắc hơn mấy phần rồi. Tô lão đệ, lúc này, Vương Dương Minh ở trong sát trận vội vàng nói, mới đó mà cậu đã quên tôi rồi sao, sao chỉ thả mỗi người anh em Bạch Khởi ra vậy, nhanh lên, tôi sắp không chịu nổi rồi, Vương Dương Minh. Tô Thương nhìn về phía Vương Dương Minh, nhếch khóe miệng nở một nụ cười nghiền ngẫm, bây giờ Bạch Khởi và tôi đã nhận nhau, ông ấy còn cung kính với tôi như vậy, kiểu gì ông ấy cũng được coi như thuộc hạ của tôi. Vừa rồi ông mới đặt bẫy lừa của ông ấy một viên đá kỳ huyết, tôi là Tổ Long, có phải nên đòi lại công bằng cho Bạch Khởi không? Tô Thương cười hỏi, đậu má, sắc mặt Vương Dương Minh lập tức tối xuống, Tô lão đệ, đâu có ai làm như cậu chứ? Sao nào? Ông cảm thấy tôi không nên xả giận thay ông ấy. Tô Thương nhíu mày nói, đồng thời tăng cường lực công kích của sát trận. Có, Vương Dương Minh lập tức hoảng sợ, cố nén bất mãn trong lòng, vội vàng cười xòa nói, Tô lão đệ, cậu cứ nói điều kiện đi, nếu có thể làm được tôi nhất định sẽ làm theo. Thế mới đúng chứ, Tô Thương nở nụ cười, rất đơn giản, tôi cũng không lừa ông, trả lại đá kỳ huyết, sau đó bồi thường chút tài nguyên tu luyện là được. Tôi không cần nhiều. Chỉ cần vài ba phần trong vòng tay lưu trữ của ông là được. Đậu má, Tô Thương, cậu đừng có ức hiếp người quá đáng. Vương Dương Minh tạc mao. Vương Dương Minh Tô Thương còn chưa mở miệng, Bạch Khởi đã lộ ra sát ý, trầm giọng nói, ông đúng là to gan, lại dám bất kính với Tổ Long. Tôi, cảm nhận được sát ý của Bạch Khởi, hơn nữa còn có uy hiếp của đại sát trận, Vương Dương Minh ủ rũ, cắn răng nói, được, tôi sẽ trả lại đá kỳ huyết, 1/3 tài nguyên tu luyện. Cũng cho ông luôn. Xin lỗi, trong lúc ông do dự, tôi đột nhiên đổi ý rồi. Tô Thương khẽ cười nói, như vậy đi, những tài nguyên tu luyện của ông, chúng ta chia mỗi người một nửa đi. Một nửa. Tôi. Vương Dương Minh trợn to hai mắt, giận đến mức suýt nữa chửi đồng, nhưng cân nhắc đến tình cảnh của mình, cuối cùng vẫn nhịn được, thỏa hiệp nói, được, cho cậu, tôi cho cậu. Cứ như thế, Vương Dương Minh đã tốn một nửa tài nguyên tu luyện để chuộc mình về. Vốn dĩ là ông ta muốn chiếm tiện nghi, lừa được viên đá kỳ huyết, kết quả không những không thành công mà còn tốn rất nhiều tài nguyên, đúng là quá lỗ vốn. Tô Thương, cậu chờ đấy, xế chiều hôm nay Tô Vô Kỵ sẽ tới Giang Bắc. Tên ngốc đó rất dễ lừa, tôi sẽ đòi lại tất cả tài nguyên mà cậu lừa của tôi từ trên người ông cố của cậu. Nghĩ tới đây, trong lòng Vương Dương Minh mới thoải mái hơn chút, không nhịn được nhếch khóe miệng lên nở nụ cười. Ồ, lạ thật đấy. Tô Thương nhìn về phía Vương Dương Minh, khẽ cười nói, bị tôi lấy mất một nửa tài nguyên tu luyện, sao ông còn có vẻ vui mừng thế, chẳng lẽ có gì mờ ám? Tôi, làm sao có thể chứ, Tô lão đệ, cậu suy nghĩ nhiều rồi, hiểu nhầm tôi rồi. Vương Dương Minh lấy lại tinh thần, không hề chột dạ tiến lên nhìn Tô Thương, nghiêm túc nói, Tô lão đệ, cậu là thiên tài, là hy vọng của trái đất, có lẽ trái đất sẽ phải dựa vào cậu chống đỡ. Tôi vừa nghĩ tới những tài nguyên tu luyện của tôi rơi vào trong tay cậu, trong lòng tôi không kìm được vui vẻ, Vương Dương Minh sảng khoái nói, bởi vì chỉ có như vậy, những tài nguyên tu luyện kia mới có thể phát huy ra tác dụng lớn hơn, để cậu có thực lực mạnh hơn, sau này cũng dễ bảo vệ trái đất. Ồ, không ngờ ông lại vĩ đại như vậy. Tô Thương cười một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa. Anh đã nhìn ra Vương Dương Minh này vô cùng cẩn thận, phải phòng bị thật tốt mới được. Dĩ nhiên. Ở trong chuyện phải trái rõ ràng thì không cần nghi ngờ lập trường của Vương Dương Minh,
ông ta cũng không phải là người đại gian đại ác. Thật ra thì có mấy người bạn đều như vậy cũng rất tốt, nếu không con đường tu hành dài đằng đẵng sẽ nhàm chán biết bao, Tô lão đệ, chúng ta vẫn nên làm chuyện chính đi. Lúc này, Vương Dương Minh nhìn về phía Tô Thương, nghiêm túc nói, nơi này đã là chỗ sâu nhất của động phủ rồi, nhưng đây cũng không phải là động phủ thực thụ. Ban đầu Tổ Long đã bố trí một trận pháp vô cùng huyền diệu ở trong động phủ, hình thành ra một không gian thứ nguyên, ẩn giấu đủ cảnh tượng chân thực nơi này. Vương Dương Minh nói tiếp, thật ra thì đây là một vùng đất thánh, cũng là trung tâm trái đất. Không cần nghi ngờ, động phủ này chính là trung tâm của tỉnh vực chúng ta. Cũng bởi vì như vậy linh khí thí tỉnh mới có thể bắt đầu từ nơi này, sau đó lan ra toàn bộ trái đất. Vương Dương Minh nhìn Tô Thương, nói, Tô lão đệ, vốn dĩ chúng ta cần chờ lúc linh khí thức tỉnh mới có thể nhìn thấy cảnh tượng thật sự ở chỗ này, bởi vì khi đó sẽ sinh ra một lực lượng rất mạnh, phá hủy trận pháp bí mật mà Tổ Long bố trí, để cảnh tượng thật hiện ra. Nhưng mà Tô lão đệ, mặc dù cậu còn chưa thức tỉnh trí nhớ của Tổ Long, nhưng tài năng về trận pháp của cậu vẫn cực kỳ cao siêu, khiến người ta khâm phục, chắc hẳn đã không thua gì Tổ Long. Vương Dương Minh đề nghị, không bằng cậu thử một chút, nhìn xem có thể phá vỡ trận pháp bí mật mà Tổ Long bố trí hay không. Nếu không thể thì thôi, chúng ta sẽ ngồi ở đây chờ linh khí thức tỉnh, nếu như có thể thì tốt nhất, chúng ta sẽ thăm dò được tình huống, cũng dễ chuẩn bị hơn. Vương Dương Minh nói, ừ. Tô Thương gật đầu, sau đó mở miệng nói, tôi cũng không hoàn toàn nắm chắc, nhưng mà có thể thử một lần. Vừa dứt lời, Tô Thương liền ngồi xếp bằng, bắt đầu cảm ứng trận pháp bí mật mà Tổ Long bố trí. Vương Dương Minh và Bạch Khởi thì đứng ở bên cạnh Tô Thương, cảnh giác đề phòng nhìn bốn phía. Nhất là Bạch Khởi còn tập trung toàn bộ tinh thần, bày trận mà đợi, nhất quyết không cho phép bất kỳ người nào có cơ hội làm Tổ Long bị thương. Khoảng mấy phút sau, Tô Thương đã tìm được đầu mối, nhếch khóe miệng nở một nụ cười, đồng thời hai tay biến ảo bóp quyết, định phá trận pháp. Đúng là tài năng trận pháp của Tổ Long rất mạnh mẽ, nhưng dù sao đó cũng là đời thứ nhất. Tô Thương bây giờ có phần lớn trí nhớ của Huyền Thiên Tiên Đế đời thứ hai, mà Huyền Thiên Tiên Đế thì lại có nhiều hơn Tổ Long đời thứ nhất 100.000 năm tích lũy. Vì vậy, năng lực về trận pháp của Tô Thương sẽ cao hơn Tổ Long một chút, chỉ cần hơi tốn công là đã có thể tìm được mấu chốt của trận pháp bí mật rồi. Cứ như vậy, Tô Thương tập trung đắm chìm vào trong trận pháp, không đến nửa giờ, anh đã hoàn toàn nắm được trận pháp trong tay. Phù! Lúc này, Tô Thương đứng lên, không nhịn được thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, khế cười nói, xong rồi. Quá tốt, Tô lão đệ đúng là mạnh. Vương Dương Minh thúc giục, tranh thủ thời gian để thánh địa hiện ra đi, tôi rất muốn nhìn xem cái gọi là thánh địa trông như thế nào. Ừ, Tô Thương gật đầu một cái, cũng không cố ý đùa cợt Vương Dương Minh, anh lập tức suy nghĩ, mở ra trận pháp bí mật. Một giây sau, cảnh tượng xung quanh đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, động phủ vốn có lập tức biến mất. Xung quanh đều biến thành hoang mạc, nhìn qua rộng lớn vô tận, không thấy được biên giới. Vào giờ phút này, Tô Thương, Vương Dương Minh, Bạch Khởi, ba người đứng ở trên hoang mạc, gió lớn cuốn cát vàng bay đầy trời, ba người đều ngây ngẩn cả người, mái tóc rối bù trong gió lạnh, cả người như hóa đá. Không phải nơi này là trung tâm bầu trời vũ trụ sao, đây là thánh địa gì vậy? Dừng lại chốc lát, Tô Thương không nhịn được nói, bây giờ lại làm sao thế này? Sao lại biến thành sa mạc không có người ở? Không thể nào, tôi nhớ Tổ Long đã nói nơi này chính là thánh địa, sau này sẽ xảy ra một chuyện có thể thay đổi tình hình trong thiên hạ, sở dĩ ông ta xây động phủ ở đây chính là để bảo vệ thánh địa. Vương Dương Minh cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi, sau đó bỗng nhiên kịp phản ứng, suy đoán nói, có phải là bởi vì 2.000 năm gần đây, trái đất đã tiến vào thời đại mạt pháp, linh khí khô kiệt, siết nên thánh địa mới biến thành dáng vẻ này không? Tôi cũng không biết. Tô Thương bất đắc dĩ cười khổ nói, Vương Dương Minh, ông chắc linh khí sẽ thức tỉnh ở chỗ này chứ? Chắc chắn 100%. Vương Dương Minh nghiêm túc nói, tôi nghĩ suy đoán này không sai, chỉ cần linh khí thức tỉnh, nơi này sẽ biến thành thánh địa. Có khả năng này. Tô Thương gật đầu một cái, sau đó nói, bây giờ thì phải xem linh khí thức tỉnh có thể tiến hành thuận lợi hay không, thành bại chỉ ở chỗ này thôi. Bây giờ còn mấy giờ nữa mới đến tôi bế quan một lát, đừng quấy rầy tôi. Cuối cùng, Tô Thương nhìn về phía Bạch Khởi, mở miệng nói. Vâng, Bạch Khởi cung kính gật đầu, Tô Thương nói gì nghe nấy, ông ấy đã thích ứng được với thân phận thuộc hạ này rồi. Vậy hai người chờ ở chỗ này đi, tôi đi ra ngoài loanh quanh một vòng,
trước khi trời tối sẽ trở lại. Lúc này, Vương Dương Minh mở miệng nói. Ông đi làm gì? Tô Thương tò mò hỏi. Xử lý một chút chuyện nhỏ, những năm gần đây tôi vẫn luôn ở nhà cha mẹ vợ, hôm qua mới được giải thoát. Vương Dương Minh cười nói, yên tâm, sẽ không ảnh hưởng đến linh khí thức tỉnh. Ừ, mặc dù Tô Thương nghi ngờ, nhưng cũng không hỏi tới, anh biết trong lòng Vương Dương Minh có chừng mực. Sau khi được Tô Thương đồng ý, Vương Dương Minh không dừng lại ở đây lâu, ông ta nhếch khóe miệng mỉm cười, nhanh chóng rời khỏi động phủ. Đòi nợ. Vừa rồi bị Tô Thương gài bẫy mất một nửa tài nguyên tu luyện, món nợ này phải đòi từ Tô Vô Kỵ, nếu không sẽ mất mặt biết bao. Vương Dương Minh đã tính toán rất kỹ, 3 giờ sau Tô Vô Kỵ sẽ đến trang viên nhà họ Tô. Ông ta phải nhanh chóng trở về, đến trang viên nhà họ Tô ngồi chờ Tô Vô Kỵ, sau đó lừa gạt. Hơn 100 năm trước, Vương Dương Minh đã quen biết Tô Vô Kỵ, ông ta từng gài bẫy Tô Vô Kỵ không chỉ một lần. Ở trong mắt Vương Dương Minh, Tô Vô Kỵ chính là một tên ngốc rất dễ lừa, chỉ cần vài ba lời đã có thể lấy được rất nhiều tài nguyên. Có lúc, Vương Dương Minh thấy Tô Vô Kỵ ngốc nghếch đến đáng thương, cũng không đành lòng lừa gạt Tô Vô Kỵ liễu. Nhưng bây giờ lại khác, đậu má, con cháu của Tô Vô Kỵ gài bẫy mình mất một nửa tài nguyên tu luyện, cho dù như thế nào cũng phải bắt Tô Vô Kỵ trả món nợ này. Vì vậy, Vương Dương Minh ngựa không ngừng vó đi đến trang viên nhà họ Tô, chờ Tô Vô Kỵ đến. Còn Tô Thương cũng bình tĩnh lại, ngồi xếp bằng bắt đầu bố trí truyền tống trận. Kế hoạch của anh rất đơn giản, nếu như Viêm Long Tiên Đế thật sự dám đến trái đất, anh sẽ mời Kinh Kha ra tay. Mà nếu muốn làm được điều này thì cần phải bố trí truyền tống trận, nếu không Tô Thương sẽ không thể chạy khỏi lòng bàn tay của Viêm Long Tiên Đế. Anh đã bố trí một truyền tống trận ở núi Cửu Phong rồi, bây giờ cần bố trí thêm một cái nữa ở chỗ linh khí thức tỉnh, như vậy mới có thể đạt tới mục đích truyền tống. Mặc dù Tô Thương cũng đã bố trí truyền tống trận ở trong tháp hư không để có thể thông qua tháp hư không đến núi Cửu Phong bất cứ lúc nào. Nhưng tình huống tối nay tương đối phức tạp, chuẩn bị thêm truyền tống trận dù sao cũng có ích. Sau khi bố trí truyền tống trận thành công, Tô Thương liền vận chuyển Cửu U Trấn Ngục Quyết, rất nhanh đã tiến vào trạng thái tu luyện. Bạch Khởi thì giống như một hộ pháp, rất cung kính bảo vệ ở bên cạnh. Vào giờ phút này, khung cảnh xung quanh Tô Thương là sa mạc hoang vu. Nhưng đối với người bên ngoài, nơi này vẫn là động phủ. Chỉ có khi đi sâu vào động phủ mới có thể thấy sa mạc hoang vu này, đây cũng là cảnh tượng chân chính của động phủ. Bây giờ đã gần đến trưa rồi, càng ngày càng đến gần lúc linh khí thức tỉnh, có rất nhiều cường giả Giang Bắc đều ẩn núp ở đây, yên lặng chờ linh khí thức tỉnh đến. Trong những người này, thực lực mạnh nhất chỉ là cảnh giới Nguyên Anh, hoặc là võ tôn đỉnh phong, chỉ có mấy người lẻ tẻ mới đặt chân đến bán bộ võ thánh. Đối với Tô Thương mà nói, bọn họ không đủ để gây ra sợ hãi, anh chỉ cần giơ tay là có thể trấn áp rồi. Thậm chí 10 cao thủ ngoại vực đến trái đất vào khoảng thời gian trước cũng không khiến Tô Thương phải kiêng dè. 10 người kia đã bị Tô Thương giết gần hết rồi, trong những người còn lại, Khuê Long có thực lực mạnh nhất, nhưng cũng chỉ là độ kiếp mà thôi. Lấy thực lực của Tô Thương, có lẽ không phải là đối thủ của Khuê Long, có điều những người trong phe Tô Thương đều hiểu rõ vị trí của mình. Khuê Long sẽ không gây ra được chuyện gì, điều duy nhất khiến Tô Thương kiêng kỵ chính là Viêm Long Tiên Đế, nhưng Tô Thương đã biết được kế hoạch của Viêm Long Tiên Đế. Nếu không ngoài dự đoán, cho dù Viêm Long Tiên Đế đến cũng sẽ không thực hiện được, thậm chí không thể còn sống rời khỏi trái đất. Bây giờ mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ màn đêm buông xuống. Lúc này, trên đường phố phồn hoa nhất Giang Bắc, một người phụ nữ mặc đồ đỏ đứng ở đầu đường Giang Bắc, trên khuôn mặt tuyệt đẹp là một nụ cười. Linh khí thức tỉnh sao, ha ha, Tô Thương, hy vọng anh có thể thành công, chỉ có như vậy mới có thể sinh ra căn nguyên linh khí, người phụ nữ mặc đồ đỏ này chính là Xích Hồng Nguyệt, mấy ngày cô ta đã làm theo lời trăn trối của mẹ, lấy được cơ duyên cực lớn ở trái đất, đã bước ngang qua hóa thần, đặt chân đến cảnh giới độ kiếp. Tôi có đỉnh vạn vật mẫu khí, nếu lấy được căn nguyên linh khí nữa thì chắc chắn thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh, đến lúc đó, tôi sẽ có cơ hội đặt chân đến để cảnh trong vòng từ 3 đến 5 năm. Xích Hồng Nguyệt nhếch miệng lên, tràn đầy tự tin nói, cho nên, tôi nhất định phải lấy được căn nguyên linh khí. Chỉ là chuẩn tiên đế trên trái đất rất phiền phức, nhưng cũng không sao, Viêm Long Tiên Đế sẽ đến. Nhắc tới Viêm Long Tiên Đế, Xích Hồng Nguyệt lạnh lùng nói, mặc dù tôi không thích ông ta, nhưng dù sao tôi cũng là con gái ông ta vô cùng yêu thương tôi.
nếu tôi nói mình muốn căn nguyên linh khí, chắc chắn ông ta sẽ cướp lấy nó rồi đưa cho tôi. Xích Hồng Nguyệt lạnh nhạt nói, có căn nguyên linh khí, tất cả đều sẽ dễ dàng hơn, nhưng mà mẹ cứ yên tâm đi, con sẽ không vì vậy mà tha thứ cho ông ta đâu. Năm đó ông ta đối xử với mẹ như thế nào, con đều nhìn thấy hết, đợi đến khi con công thành danh toại, tung hoành thiên hạ, chắc chắn con sẽ không bỏ qua cho ông ta, nếu mẹ ở dưới suối vàng mà biết thì hãy phù hộ cho con đi. Xích Hồng Nguyệt lẩm bẩm, rất nhanh đã biến mất ở trong đám người. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, theo mặt trời đổi rời, linh khí thức tỉnh càng ngày càng gần, rất nhiều nhân vật lớn cũng đã tới Giang Bắc, vào lúc này. Phong Khê thiếu gia lúc trước chạy trốn đang ẩn núp trong bóng tối, suy nghĩ đối sách. Lúc trước bên cạnh anh ta còn có hai tùy tùng là Thự Công và Thanh Hải, nhưng ai ngờ Thự Công và Thanh Hải đều chết ở trong tay Tô Thương, chỉ có anh ta may mắn còn sống. Bây giờ Phong Khê thiếu gia đã là người lẻ loi, bên cạnh không có một ai để sử dụng, vô cùng sa sút. Tên chó má Tô Thương này tiến bộ nhanh như vậy, mình đã không phải là đối thủ của anh ta nữa rồi. Phong Khê thiếu gia cắn răng, hối hận nói, sớm biết như vậy thì ban đầu ở núi Cửu Phong, mình nên không tiếc bất cứ giá nào để giết anh ta chấm dứt hậu hoạn, đáng tiếc bây giờ không còn kịp rồi, nhưng mà tối nay chính là lúc linh khí thức tỉnh, Viêm Long Tiên Đế nhất định sẽ đến ngăn cản linh khí thức tỉnh, từ đó thống trị trái đất. Mà mình là thuộc hạ của Viêm Long Tiên Đế, ắt sẽ được trọng dụng, có lẽ sẽ có cơ hội thay thế ông ta chấn giữ trái đất, uy chấn tứ hải. Phong Khê thiếu gia khế cười nói, hơn nữa, Viêm Long Tiên Đế cũng sẽ đề cao cảnh giới cho mình, để mình có thực lực nghiền ép trái đất. Tô Thương, đến lúc đó, chuyện thứ nhất tôi phải làm chính là phanh thây xé xác anh. Nghĩ đến Tô Thương, trong mắt Phong Khê thiếu gia liền hiện ra sát ý ngập trời. Cướp đây, đưa vòng tay lưu trữ ra. Ngay lúc này, Phong Khê thiếu gia chợt nghe thấy trong ngõ hẻm xa xa truyền tới một giọng nói non nớt, hả? Phong Khê thiếu gia khẽ nhíu mày, dù sao bây giờ mình cũng không phải làm cái gì, chỉ có thể chờ Viêm Long Tiên Đế đến, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vì vậy anh ta liền quyết định đi xem một chút. Rất nhanh, Phong Khê thiếu gia đã che giấu hơi thở, xuất hiện ở bên ngoài ngõ hẻm, sau đó liền thấy một cậu bé tầm 5 tuổi đang chặn đường ba người tu chân. Trong ba người tu chân kia có một ông lão và hai người trẻ tuổi. Lão già đã đặt chân đến giả đan cửu chuyển, hai người trẻ tuổi đều là giả đan nhất chuyển. Loại thực lực này có lẽ sẽ rất mạnh vào nửa năm trước, nhưng bây giờ so sánh với các tông phái lớn cũng chỉ đến vậy thôi. Bọn họ đến từ một thế lực nhỏ, phụ thuộc vào một cổ tộc, hôm nay đi tới Giang Bắc dĩ nhiên là vì linh khí thức tỉnh, muốn tìm một ít cơ duyên. Nhưng ai biết vừa mới tới Giang Bắc đã bị cướp. Buồn cười là người đánh cướp lại là một thằng nhóc 5 tuổi. Điều này khiến hai người trẻ tuổi kia thẹn quá thành giận, cắn răng nghiến lợi uy hiếp, thằng nhóc từ đâu tới, chưa mọc đủ lông mà đã muốn học người khác cướp bóc, cút nhanh đi chậm một bước, ông đây sẽ đánh mông mày nở hoa, để mày biết xã hội hiểm ác thế nào. Tên nhóc không biết trời cao đất rộng nhảy ra cướp bóc này không phải ai khác, mà chính là Tô Tinh Hà thoát khỏi tay Thương Ưởng. Tô Tinh Hà là một người đàn ông, cậu bé lập chí làm thổ phỉ. Lần trước sau khi cướp bóc quốc khổ của nước Đê với cha, cậu bé càng thêm kiên định với suy nghĩ này, chỉ tiếc cậu bé có hoài bão nhưng lại không có cơ hội gì, sau khi giới luyện võ cổ cải biến đã bị dẫn tới núi Cửu Phong, sau đó bị Tây Giao nhốt ở đất tổ nhà họ Tây. Vất vả lắm mới trốn ra được, đang chuẩn bị thực hiện hoài bão thì lại gặp Thương Ưởng, con đường thổ phỉ đúng là lận đận. Cũng may hôm nay đã thoát ra được, hơn nữa bây giờ Giang Bắc xuất hiện rất nhiều người luyện võ và người tu chân. Đương nhiên Tô Tinh Hà sẽ không bỏ qua cơ hội này. Chỉ trong mấy giờ ngắn ngủi, cậu bé đã cướp được mấy lần rồi, hơn nữa thực lực của đối phương đều mạnh hơn cậu. Mặc dù bây giờ Tô Tinh Hà đã có tiến bộ rất lớn so với lúc trước, nhưng vẫn chưa đặt chân đến võ thần lục địa. Chứ đừng nhắc tới cảnh giới võ tôn. Mà lúc này người dám đến Giang Bắc tìm kiếm cơ duyên đương nhiên đều không phải nhân vật bình thường, có trưởng lão tông môn lớn. Có tông chủ tông phái nhỏ, cũng có tán tu mạnh mẽ. Ví dụ như mấy người này. Thực lực của bọn họ hoàn toàn có thể nghiền ép Tô Tinh Hà, nhưng đến cuối cùng lại không thể không ngoan ngoãn giao ra vòng tay lưu trữ, thậm chí còn phải tươi cười lấy lòng Tô Tinh Hà. Chỉ vì thân phận của Tô Tinh Hà, lúc cướp bóc, một khi đối phương có ý ra tay, cậu bé sẽ tự giới thiệu, tôi là con cháu nhà họ Tô, cha tôi là Tô Thương, ông động vào tôi một chút thử xem. Con cháu nhà họ Tô, cha tôi là Tô Thương. Lực sát thương của những lời này thật sự là quá lớn, bây giờ trong thiên hạ có người nào mà không biết đến tên tuổi của Tô Thương,
anh là người khởi động cải biến giới luyện võ, là người mạnh mẽ giết chết cao thủ ngoại vực ở dưới núi Cửu Phong. Có thể nói không khoa trương chút nào, bây giờ danh tiếng của Tô Thương ở trong lòng người ta đã vượt qua cả Tô Vô Kỵ lúc trước. Vì vậy sau khi biết được thân phận của Tô Tinh Hà, lại điều tra xác nhận không sai, những cao thủ bị cướp bóc cũng không dám lỗ mãng, tất cả đều ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, tươi cười đưa vòng tay lưu trữ cho Tô Tinh Hà. Không có cách nào. Tô Thương quá mạnh mẽ, ngay cả cao thủ ngoại vực cảnh giới Nguyên Anh cũng dám giết, lại là minh chủ võ lâm, bạn bè trải rộng khắp thiên hạ, thậm chí đều là cường giả, không chọc nổi, thật sự không chọc nổi. Dĩ nhiên, cũng có muốn giết người diệt khẩu, bởi vì Tô Tinh Hà đều xuất hiện một mình, có vài người cảm thấy có thể giết được Tô Tinh Hà, Tô Thương cũng sẽ không biết. Nhưng mà Tô Tinh Hà rất thông minh, những lúc này cậu bé đều sẽ nói ra tên lão môn chủ của Thiên Cơ Môn, nói lão môn chủ có thể tính toán ra được, hơn nữa còn là bạn tốt của Tô Thương. Nếu như có người dám gây bất lợi cho cậu bé, chắc chắn lão môn chủ của Thiên Cơ Môn sẽ có thể tính ra, đến lúc đó cho dù có chạy đến chân trời góc biển cũng vô ích. Lời này đương nhiên đã trấn áp được những người muốn ra tay, ai nấy đều thi nhau từ bỏ suy nghĩ giết người diệt khẩu. Thật ra thì, Tô Tinh Hà cũng không biết cha có biết lão môn chủ hay không, cậu bé chỉ biết đến lão môn chủ mà thôi, đã từng nghe mẹ nhắc qua. Vì để dọa sợ những người đó, cậu bé mới thuận miệng nói Tô Thương biết lão môn chủ. Mà ở trong mắt những người đó, Tô Thương là hôm nay cao thủ đứng đầu trái đất bây giờ, mà lão môn chủ cũng vậy, cao thủ quen biết nhau quá bình thường, vì vậy bọn họ cũng không nghi ngờ lời của Tô Tinh Hà. Nói tóm lại, Tô Tinh Hà đã lợi dụng uy danh của cha, cáo mượn oai hùng, đã thành công gây án nhiều lần. Bây giờ, cậu bé đang thực hiện lần cướp bóc thứ 7, tràn đầy lòng tin, hơn nữa càng ngày càng thành thạo. Tên tép siêu này, anh lại dám uy hiếp tôi, anh có biết ông đây là ai không? Vào lúc này, Tô Tinh Hà đối mặt với sự uy hiếp của thanh niên lại không sợ hãi chút nào, chỉ hiên ngang đáp trả. Ha ha, phản rồi, lại dám nói tôi là tên tép siêu. Thanh niên này liên tục cười lạnh, sải bước đi về hướng Tô Tinh Hà, đồng thời trầm giọng nói, hôm nay cho dù mày là ai, ông đây cũng phải thay cha mày dạy dỗ mày một trận. Thay thế cha tôi. Tô Tinh Hà khoanh tay, nghiền ngẫm cười nói, sợ rằng tên tép siêu như anh còn chưa có tư cách thay thế cha tôi, nếu như tôi nói ra tên của ông ấy, có khi anh còn sợ đến mức đứng không vững đấy chứ. Vậy sao, thanh niên nghe vậy thì thật sự không nhịn được, hứng thú cười nói đi, cha cậu tên gì, nói nghe một chút. Cha tôi là Tô Thương, Tô Tinh Hà vô cùng kiêu ngạo nói, tôi là con cháu nhà họ Tô, Tô Tinh Hà. Cái gì, Tô Thương. Sau khi thanh niên này nghe thấy vậy, trong nháy mắt lập tức thay đổi sắc mặt, sợ hãi lùi lại hai bước, trong mắt tràn đầy sợ hãi, nói cậu bé, chẳng lẽ cậu đang lừa tôi? Ha ha, không tin anh có thể lên mạng lưới giới luyện võ cổ tra xem tôi có phải là Tô Tinh Hà hay không? Tô Tinh Hà không lo ngại nói. Không cần Tô Tinh Hà mở miệng, một thanh niên khác bên cạnh đã lấy điện thoại ra bắt đầu tra xét. Mà lão già và thanh niên nói chuyện với Tô Tinh Hà đều tập trung tinh thần nhìn thanh niên đang cầm điện thoại. Rất nhanh, thanh niên này đã phức tạp nói, cậu ta. Cậu ta chính là Tô Tinh Hà, con trai của Tô Thương. Bà ngoại của cậu ta là người đứng đầu giới luyện võ cổ, Ngô Thanh Ảnh của núi Cửu Phong. Thanh niên này bổ sung nói. Sau khi nghe được kết quả này, ba người ở đây đều trầm mặc, trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Cho dù là lão già kia cũng bị sợ đến mức cớ người ướt đẫm mồ hôi. 26.066.751.536.700. Không không, đừng trách tôi không nhắc nhở mấy người, đừng nghĩ giết tôi diệt khẩu, cha tôi và lão môn chủ Thiên Cơ Môn là bạn tốt, nếu như mấy người tổn thương tôi, nhất định sẽ không trốn thoát khỏi lòng bàn tay cha tôi. Tô Tinh Hà khoanh tay, không lo ngại gì cười nói, tôi chỉ muốn lấy vòng tay lưu trữ của mấy người thôi, tốt nhất là mấy người nên biết rõ, đừng vì một chút lợi ích nhỏ mà lựa chọn bỏ qua mạng sống của mình. Cậu, thanh niên vừa nãy uy hiếp Tô Tinh Hà chỉ vào cậu bé, cắn răng muốn dạy dỗ Tô Tinh Hà. Dừng tay, nhưng mà lão già bên cạnh lại lạnh giọng trách cứ, còn muốn hại chết chúng ta sao, quỳ xuống cho ta, nói xin lỗi với Tô thiếu gia, nếu cậu ấy không chịu tha thứ cho con thì cứ quỳ mãi đi. Thanh niên này có chút không phục, nhưng cuối cùng vẫn quỳ xuống đất, khẩn cầu, Tô thiếu gia, xin lỗi, lúc trước đã đắc tội cậu, mong cậu đừng so đo với tôi. Ừ, đứng lên đi, tiểu gia tôi rộng lượng lắm. Tô Thương vung bàn tay nhỏ bé lên,
hào phóng nói, ba người để lại vòng tay lưu trữ rồi sẽ có thể đi. Cảm ơn Tô thiếu gia. Thanh niên này nói cảm ơn xong mới dám đứng dậy. Lão già bên cạnh nghe được Tò Tinh Hà nói vậy thì không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, như chút được gánh nặng. Tô thiếu gia. Ngay sau đó, lão già gỡ vòng tay lưu trữ của mình xuống, mở miệng nói, hai người này là đồ đệ của tôi, chúng tôi là môn phái nhỏ, chỉ có mình tôi là có vòng tay lưu trữ, hai người bọn họ không có. Bây giờ tôi cam tâm tình nguyện đưa vòng tay lưu trữ của mình cho Tô thiếu gia, hy vọng Tò thiếu gia vui vẻ nhận lấy. Ặc, đúng, đúng, đưa cho ngài, lão già tôi tuyệt đối là tự nguyện. Lão già rất sợ chọc giận Tô Tinh Hà, vội vàng bổ sung, Tô thiếu gia yên tâm, chuyện hôm nay, lão già tôi tuyệt đối sẽ không để cho bất kỳ người nào khác biết, tuyệt đối sẽ không làm chuyện gây ảnh hưởng đến danh tiếng của Tô thiếu gia, vòng tay lưu trữ này đúng là tấm lòng của lão già tôi, chỉ vì muốn kết bạn với Tô thiếu gia. Đậu má, đưa cho tôi. Ông lại muốn đưa cho tôi. Tô Tinh Hà vô cùng khó chịu, cắn răng nói, tiểu gia tôi lập chí phải làm thổ phỉ, không phải đồ cước được thì tiểu gia không muốn. Tức chết tôi rồi, ông lại muốn đưa vòng tay lưu trữ cho tôi, nếu tôi mà nhận, sau này truyền đi, tôi sẽ mất mặt biết bao chứ. Tô Tinh Hà nhìn về phía ba người mặt, sau khi đấu tranh tư tưởng một lát, cuối cùng lựa chọn buông tha, ba người cút nhanh lên đi, đừng để cho tiểu gia đụng phải mấy người nữa. Hả? Cảm ơn Tô thiếu gia. Lão già và hai thanh niên nghe được Tô Tinh Hà nói vậy thì vô cùng khó hiểu. Sau khi phản ứng được, ba người không hề dừng lại, vội vàng cầm vòng tay lưu trữ rời đi. Hai, đáng tiếc, vòng tay lưu trữ tới tay mà lại bay mất như thế. Tô Tinh Hà thở dài một cái, sau đó nói, nhưng mà vẫn may là bảo vệ được danh tiếng thổ nhĩ của mình, lần sau còn phải làm như vậy nữa. Thổ phỉ Giang Bắc Tô Tinh Hà mình chỉ cướp đồ chứ không nhận quà. Nếu không thì quá mất mặt. Tô Tinh Hà nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó điều chỉnh lại tâm trạng, bắt đầu tìm mục tiêu cướp bóc mới. Vào lúc này, Phong Khê thiếu gia tận mắt thấy tất cả khẽ nhếch khóe miệng nở một nụ cười nghiền ngẫm. Ha ha ha, ông trời có mắt, Tô Thương, không ngờ lại có thể ở gặp người thân của anh ở đây. Phong Khê thiếu gia hơi híp mắt, cười lạnh nói, tôi không đối phó được anh, nhưng xóa bỏ con trai anh vẫn dễ như trở bàn tay. Hôm nay tôi sẽ để cho anh biết hậu quả của việc đối đầu với tôi. Nghĩ đến đây, Phong Khê thiếu gia liền đi ra từ chỗ tối, chặn đường Tô Tinh Hà. Ồ, dê béo tới, bên trong cơ thể chú có năng lượng rất mạnh, là người luyện võ hay là người tu chân? Tô Tinh Hà thấy Phong Khê thiếu gia thì hơi sững sờ, sau đó hai mắt sáng lên. Phong Khê thiếu gia chỉ nở nụ cười nhìn Tô Tinh Hà, cũng không trả lời câu hỏi của cậu bé. Không định nói thì tôi sẽ cướp. Giao vòng tay lưu trữ của chú ra. Tô Tinh Hà khoanh tay nói. Muốn vòng tay lưu trữ của tôi thì tự cậu tới cướp. Phong Khê thiếu gia cười lạnh nói. Cướp, Tô Tinh Hà nghe vậy thì lập tức hưng phấn, quá tốt, tôi chỉ thích cướp. Vừa dứt lời, Tô Tinh Hà liền tung người ra, muốn ra tay cướp vòng tay lưu trữ của Phong Khê thiếu gia. Nhưng dù sao Phong Khê thiếu gia cũng là người tu chân cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong, thậm chí đã sắp đặt chân đến cảnh giới hóa thần. Tô Tinh Hà thực lực yếu, làm sao có thể cướp đồ khỏi tay Phong Khê thiếu gia được. Chỉ thấy Phong Khê thiếu gia hơi giơ tay lên, bóp lấy cổ Tô Tinh Hà, chậm rãi nhấc cậu bé lên, khiến hai chân cậu bé cách mặt đất 1 mét. Chú lại dám bóp cổ tôi cảnh cáo chú, tôi là con cháu nhà họ Tô, cha tôi là Tô Thương. Tô Tinh Hà vừa giãy giụa vừa chật vật nói, nếu biết điều thì tốt nhất hãy thả tôi ra, nếu không cha tôi sẽ không bỏ qua cho chú đâu. Ha ha. Cậu là con trai của Tô Thương sao? Phong Khê thiếu gia nhìn chằm chằm Tô Tinh Hà, nhếch miệng lên nghiền ngẫm cười nói, đúng lúc lắm, tôi và Tô Thương có thủ oán, muốn giết con trai của anh ta. Nhóc con, chịu chết đi. Vừa dứt lời, ánh mắt Phong Khê thiếu gia lập tức trở lên rét lạnh, ngón tay đột nhiên dùng sức. Nhưng lúc này, anh ta chợt phát hiện mình lại không thể khống chế được ngón tay. Cho dù anh ta có dùng hết sức vẫn không có cách nào co chặt ngón tay lại được. Căn bản không nghe sai sử. Không tốt, có cường giả đến. Sắc mặt Phong Khê thiếu gia lập tức biến đổi, trong mắt lộ ra kinh hoàng mãnh liệt, tiện tay vứt Tô Tinh Hà xuống rồi khẩn trương nhìn xung quanh, muốn tìm người vừa ra tay khống chế mình, nhưng đối phương thật sự quá mạnh mẽ, lấy thực lực của anh ta, căn bản không thể phát hiện ra đối phương. Khụ khụ, bởi vì vừa có người ra tay nên Tô Tinh Hà mới được cứu, đôi mắt gian xảo đảo quanh. Đương nhiên cậu bé đã nhận ra là có người âm thầm cứu mình, nhưng cậu bé cũng không biết đối phương là ai,
có mục đích gì, cho nên trong lòng không chắc chắn lắm. Vì vậy, sau khi Tô Tinh Hà cân nhắc hơn thiệt liền co cẳng chạy, chuồn là thượng sách. Đương nhiên Phong Khê thiếu gia đã thấy được, nhưng anh ta không dám hành động thiếu suy nghĩ, rất sợ chọc giận người vừa ra tay, hơn nữa anh ta cũng không dám chạy trốn, cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn đứng tại chỗ. Nhóc con, cháu không cần đi. Nhưng lúc này, phía xa bỗng nhiên truyền tới một giọng nói linh hoạt kỳ ảo rất vang dội. Tô Tinh Hà sợ đến mức lập tức dừng bước lại, quỳ xuống đất, làm bộ đáng thương nói, đại gia, tiền bối, cao nhân, đừng giết cháu chỉ là một đứa bé 5 tuổi thôi, cháu còn chưa mọc đủ lông, đúng rồi, cháu còn chưa cai sữa nữa, đừng giết cháu, tha cho cháu đi. Tô Tinh Hà rất hoảng sợ, còn đặc biệt không có khí thế, trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin. Cùng lúc đó, một bóng người to lớn chậm rãi đi từ hướng 3 giờ tới. Người vừa tới nhìn qua chừng 40-50 tuổi, nhưng tóc ông ấy nửa xám nửa trắng khiến người ta không đoán ra tuổi tác. Cả người ông ấy tràn ngập chính khí, nhìn qua vô cùng ngay thẳng, từng bước đi đều mang đến cho người ta cảm giác áp lực mãnh liệt. Loại cảm giác áp lực đó cũng không phải đến từ thực lực, mà là uy áp bẩm sinh. Người này chính là nhân vật lớn nổi tiếng một thời, Tô Vô Kỵ. Sau khi rời khỏi núi Võ Đang, Tô Vô Kỵ đã sửa lại dáng vẻ của mình, vừa đi vừa nghỉ, cuối cùng hôm nay đã chạy tới Giang Bắc. Ngay lúc ông ấy chuẩn bị đến trang viên nhà họ Tô tìm kiếm con cháu của mình, bỗng nhiên nghe thấy có người tự xưng là con cháu nhà họ Tô, cho nên liền sang đây xem, kết quả lại nhìn thấy Phong Khê thiếu gia muốn giết Tô Tinh Hà. Tô Vô Kỵ thấy vậy, đương nhiên sẽ không thấy chết mà không cứu, dễ dàng khống chế Phong Khê thiếu gia, hóa giải nguy hiểm cho Tô Tinh Hà. Lúc này, Tô Vô Kỵ sải bước đi đến trước người Tô Tinh Hà, trong mắt tràn đầy vẻ hiền hòa, nở nụ cười hỏi, nhóc con, ông hỏi cháu một câu, cháu có biết Tô Vô Kỵ không? Tô Vô Kỵ, Tô Tinh Hà dừng một chút, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn về phía người đàn ông trước mặt, gật đầu nói, đương nhiên là biết, ông ấy là ông nội của ông nội cháu. Vậy cháu có biết mình nên gọi Tô Vô Kỵ là gì không? Tô Vô Kỵ khẽ cười nói, Cao Tổ Phụ, không sai. Tô Vô Kỵ nhìn về phía Tô Tinh Hà với ánh mắt hiền hòa, cười nói, ông chính là Tô Vô Kỵ, nhóc con, gọi một tiếng Cao Tổ Phụ xem nào. Tôi, Tô Vô Kỵ, Tô Tinh Hà nghe thấy vậy, trong nháy mắt vui mừng quá đỗi, kích động đến mức hai mắt sáng rực lên, trực tiếp đứng dậy nhảy đến bên cạnh Tô Vô Kỵ, ôm Tô Vô Kỵ thật chặt, khôn khéo nói Cao Tổ Phụ, cháu nhớ ông muốn chết. Cháu nhớ ông, cháu từng gặp ông rồi à? Tô Vô Kỵ nghi ngờ nói, chưa gặp. Nhưng cháu vẫn nhớ ông, cháu được nghe những câu chuyện về ông mà lớn lên, máu mủ tình thâm, cháu thường xuyên mơ thấy ông. Cao Tổ Phụ, không ngờ ông lại đẹp trai như vậy, còn đẹp hơn trong mơ của cháu nữa. Tô Tinh Hà nghiêm trang nịnh hót. Ha ha, đứa nhóc này, miệng thật ngọt, Tô Vô Kỵ xoa đầu nhỏ của Tô Tinh Hà, ánh mắt lại rơi vào trên cổ Tô Tinh Hà, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng âm trầm, Tô Vô Kỵ tôi tung hoành cả đời, uy danh hiển hách, trăm năm không xuất hiện. Rất nhiều người đã quên mất cả danh hiệu của tôi, lại dám bắt nạt đứa cháu đời thứ tư của tôi. Hôm nay tôi sẽ lấy máu tươi của cậu để thông báo cho thiên hạ rằng Tô Vô Kỵ tôi đã trở lại. Vừa dứt lời, Tô Vô Kỵ liền nâng tay lên chuẩn bị xóa bỏ Phong Khê thiếu gia. Tô Vô Kỵ, Phong Khê thiếu gia sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, lẩm bẩm, ông vẫn còn sống, không thể nào, không thể nào, không phải Viêm Long Tiên Đế nói ông đã chết rồi sao? Hả? Viêm Long Tiên Đế. Tô Vô Kỵ lập tức thu tay lại, đưa mắt nhìn Phong Khê thiếu gia, lạnh giọng chất vấn, cậu là ai, sao lại biết danh hiệu của Viêm Long Tiên Đế, cậu có quan hệ gì với ông ta? Đối mặt với Tô Vô Kỵ, Phong Khê thiếu gia vô cùng sợ hãi, hô hấp cũng dồn dập. Anh ta không nhịn được lùi về phía sau hai bước, vẻ mặt phức tạp nhìn Tô Vô Kỵ, hỏi dò, nếu tôi nói cho ông sẽ tha cho tôi chứ? Cậu đang nói điều kiện với tôi. Chỉ bằng cậu cũng xứng nói điều kiện với tôi ư? Tô Vô Kỵ một tay ôm lấy Tô Tinh Hà, mặt trầm như nước, lạnh lùng nói, tôi có giết cậu hay không thì phải xem tâm trạng của tôi, nhưng tôi có thể chắc chắn với cậu, nếu cậu không trả lời câu hỏi của tôi, một giây sau, cậu sẽ biến thành một cái xác. Vừa dứt lời, quanh người Tô Vô Kỵ tản mát ra một sát ý vô cùng kinh khủng, mênh mông cuồn cuộn lan ra khắp xung quanh, cuốn về phía Phong Khê thiếu gia. Phong Khê thiếu gia hít một hơi lạnh, sắc mặt vô cùng ảm đạm, cuối cùng không chống lại được áp lực mà Tô Vô Kỵ mang cho mình, quỳ rạp xuống đất. Tôi nói, tôi sẽ nói ra hết. Phong Khê thiếu gia thỏa hiệp, thành thật nói, tôi tên là Phong Khê,
đến từ ngoại vực, là thuộc hạ của Viêm Long Tiên Đế. Người ngoại vực, Phong Khê. Tô Vô Kỵ đọc lại tên của Phong Khê thiếu gia, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, sau đó hỏi lại lần nữa, Viêm Long Tiên Đế gần đây có khỏe không? Không biết, tôi đã đến trái đất được một thời gian rồi. Phong Khê thiếu gia kính sợ nói. Ừm. Tô Vô Kỵ gật đầu nói, tôi biết, hôm nay tôi gặp lại cháu đời thứ tư, tâm trạng cũng không tệ lắm, cho nên sẽ không giết cậu, cậu có thể đi. Thật, thật ư, Phong Khê thiếu gia ngẩng đầu lên, cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Suýt nữa mình đã giết Tô Tinh Hà, Tô Vô Kỵ là cao tổ phụ mà lại không so đo với mình. Đương nhiên rồi, Tô Vô Kỵ tôi từ trước đến nay nói lời sẽ luôn giữ lời, huống chi nếu không có cậu, chưa chắc hôm nay tôi đã gặp được cháu đời thứ tư đâu. Tô Vô Kỵ lộ vẻ không vui, bước về phía trước một bước, cau mày nói, làm sao, cậu không muốn rời đi. Không không không, cảm ơn tiền bối đã không giết. Phong Khê thiếu gia vội vàng cảm ơn, sau đó bỏ dậy, nhanh chóng rời đi. Cao tổ phụ, tại sao không trực tiếp giết người đó, người này rất xấu, vừa rồi cháu suýt nữa đã chết trong tay chú ta. Tô Tinh Hà nói, ha ha, không cần vội, sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ phải chết, nhưng bây giờ còn chưa đến lúc. Giữ lại cậu ta còn chỗ tác dụng. Tô Vô Kỵ khẽ cười nói. Đương nhiên Vương Dương Minh biết tác dụng của Phong Khê thiếu gia, lại nói cho Vương Trọng Vân. Lúc Tô Vô Kỵ xuất quan, Vương Trọng Vân lại nói chuyện này cho Tô Vô Kỵ. Cho nên, Tô Vô Kỵ biết giữ lại Phong Khê thiếu gia sẽ có tác dụng lớn, bây giờ không thể giết, nếu không sẽ có hậu quả hoàn toàn ngược lại, vì vậy Tô Vô Kỵ mới cố ý để cho Phong Khê thiếu gia chạy. Cao Tổ Phụ. Bọn họ đều nói lúc ông đánh vào cảnh giới Nguyên Anh đã chết dưới lôi kiếp, sao ông lại chưa chết, hơn nữa thực lực lại trở nên mạnh như vậy. Tô Tinh Hà tò mò hỏi, trong ánh mắt nhìn về phía Tô Vô Kỵ tràn đầy ánh sao. Vừa rồi mặc dù cậu bé luôn nịnh bợ Tô Vô Kỵ, nhưng có mấy lời lại không phải nói dối mà là thật lòng. Ví dụ như đúng là cậu bé đã được nghe những câu chuyện về Tô Vô Kỵ mà lớn lên, biết Tô Vô Kỵ là một người như thế nào, trong lòng vô cùng sùng bái và ngưỡng mộ. Tô Vô Kỵ thấy cháu bốn đời dùng ánh mắt này nhìn mình, trong lòng cực kỳ đắc ý, khẽ cười nói, đó là giả vờ thôi, cao tổ phụ của cháu lúc trước đã lên được Nguyên Anh rồi, chỉ là khi đó không tiện để lộ mà thôi. Hóa ra là như vậy. Tô Tinh Hà cái hiểu cái không gật đầu, sau đó lại tràn đầy hy vọng hỏi, vậy cao tổ phụ, bây giờ ông là cảnh giới gì, đã đặt chân đến hóa thần chưa? Hóa thần. Tô Vô Kỵ lắc đầu một cái. Sau đó cười nói, ông đã là cường giả chuẩn tiên đế rồi. À, sau khi Tô Tinh Hà nghe được câu trả lời của cao tổ phụ thì sợ hết hồn, ngay sau đó đôi mắt không ngừng chuyển động, không nhịn được nói, cháu là đời sau của chuẩn tiên đế, ha ha ha, vậy sau này chẳng phải cháu muốn cướp của ai thì cướp của người đó sao? Ha ha ha, Tô Tinh Hà mình sắp trở thành thổ phỉ số một thiên hạ rồi. Hả, Tô Vô Kỵ nghe thấy vậy thì cảm thấy có cái gì không đúng. Đứa cháu đời thứ tư này của mình có căn cốt rất tốt, sao hết lần này tới lần khác cứ muốn làm thổ phỉ vậy? Mặc dù trong lòng Tô Vô Kỵ không hài lòng lắm, nhưng ông ấy rất yêu thương đứa cháu này cho nên giọng nói cũng khá hiền hòa, nhỏ giọng hỏi, Tinh Hà, trong đầu cháu toàn nghĩ cái gì vậy? Sao lại làm thổ phỉ? Ông nói cho cháu biết, ngàn vạn lần không được có suy nghĩ này. Cao tổ phụ, ông không hiểu đâu, thật ra thì làm thổ phỉ rất thoải mái, muốn cướp cái gì thì cướp cái đó. Tô Tinh Hà biện luận, nếu có cơ hội, cháu sẽ cho ông thử trải nghiệm một lần. T. Ông còn cần một đứa con nít như cháu đưa đi trải nghiệm sao? Tô Vô Kỵ không nhịn được khoe khoang, nhớ năm đó ông tung hoành cả một thời đại, đi khắp các ngọn núi nổi tiếng và 10 cổ tộc, đã sớm đánh cướp hết của bọn họ rồi, khi đó cũng có rất nhiều người ngấm ngầm gọi ông là thổ phỉ, ông. Tô Vô Kỵ đang nói liền nhận ra mình nói vậy là cực kỳ không ổn. Đây không phải là làm tấm gương không tốt cho cháu mình sao, vì vậy lập tức ngậm miệng. Nhưng rất đáng tiếc là đã muộn, Tô Tinh Hà vô cùng kích động ôm lấy cánh tay Tô Vô Kỵ, hưng phấn nói, hóa ra cao tổ phụ lợi hại như vậy, ông mới thật sự là thổ phỉ, còn lợi hại hơn cả cha cháu chỉ cướp sạch một hoàng cung nho nhỏ mà thôi, cao tổ phụ, van cầu ông hãy dạy cháu cách làm một thổ phỉ đích thực đi, cầu xin ông đấy. Chuyện này, Tô Vô Kỵ lập tức cảm thấy có chút nhức đầu. Cười khổ nói, sau này hãy nói đi, cháu có biết bây giờ cha cháu ở đâu không, ông nghe nói nó đã làm rất nhiều chuyện lớn, muốn gặp nó một lần. Cháu cũng không rõ lắm. Tô Tinh Hà bĩu môi nói, gặp cha cháu chẳng quan trọng tí nào,
Cao tổ phụ, chúng ta cùng đi cướp đi. Cháu phát hiện dạo này có rất nhiều người tu chân và người luyện võ tụ tập ở Giang Bắc, chúng ta cứ cướp của bọn họ là được. Tô Tinh Hà đầy ước mơ nói, Cao tổ phụ, thực lực của ông mạnh như vậy, hai ông cháu thổ phỉ chúng ta nhất định có thể nhanh chóng đi khắp Giang Bắc này, vang danh khắp nơi. Để sau hãy nói, để sau hãy nói nha. Mặc dù làm tội phạm, không phải là mục tiêu tốt đẹp gì, nhưng tối thiểu nhất thì con cháu đời thứ tư của mình cũng xác định được mục tiêu rồi, biết mình muốn làm gì. Tô Vô Kỵ không tiện đả kích tính tích cực của con cháu đời thứ tư của mình, nên đành phải qua loa một chút. Tất nhiên, đứa chắt này trước mắt còn quá nhỏ, chỉ là một đứa trẻ mà thôi, muốn làm tội phạm và hành động thế này cũng không phải chuyện gì quá lớn, từ từ sửa là được rồi. Đối với phẩm hạnh của huyết mạch của mình, Tô Vô Kỵ vẫn khá tin tưởng, tự tin là chắt của mình tương lai chắc chắn là một người tốt. Bây giờ chắt của mình luôn miệng nói muốn làm tội phạm, 80% là vì chơi thấy vui. Nếu cứ tiếp tục thế này rồi sẽ không còn hứng thú gì nữa đâu, Cao tổ phụ, sau này là khi nào vậy, ông không nói rõ một chút, thật không thú vị gì. Tô Tinh Hà nhìn Tô Vô Kỵ không đồng ý, có chút chán nản. Tìm được cha cháu đi đã rồi nói, ông lớn rồi, hơn nữa còn mạnh như vậy, làm tội phạm thì quá coi thường người khác rồi, cháu để cha cháu dẫn đi ăn cướp đi nha. Tô Vô Kỵ liền cười hiền hòa nói, không muốn, không muốn. Tô Tinh Hà nghe nói như thế. Lập tức khôn khéo hơn, vội nói, Cao tổ phụ, ở trước mặt cha con, tuyệt đối đừng nhắc đến chuyện cháu muốn làm tội phạm, càng đừng nhắc đến chuyện hôm nay cháu cướp mấy đợt rồi, nếu không thì ông ấy sẽ đánh cháu mất. Cái gì, cháu đáng yêu như thế mà cha cháu dám đánh cháu sao? Tô Vô Kỵ nhất thời tức giận nói, đánh chứ, ra tay nặng lắm đó, Tô Tinh Hà giả bộ đáng thương, tố cáo, Cao tổ phụ, là ông không biết đó thôi, cha cháu đánh cháu không chút lưu tình. Dùng sức rất nhiều đánh vào đầu cháu, đánh cháu rất nhiều cái đó. Nhiều lúc cháu cũng nghi ngờ, cháu không phải con ruột ông ấy, mà chỉ là cái nạp điện thoại của ông ấy thôi đó. Nói xong, Tô Tinh Hà cố gắng nặn ra mấy giọt nước mắt, vành mắt đều đỏ, Cao tổ phụ, ông nói thử xem, trên đời này sao lại có thể có người cha nhẫn tâm như thế chứ? Quá đáng, thật sự là quá đáng mà. Sau khi Tô Vô Kỵ nghe xong, nghiến răng nghiến lợi nói, Tinh Hà, cháu yên tâm đi. Chờ khi gặp được cha cháu rồi, ông ở trước mặt cháu sẽ tàn nhẫn mà đánh nó, báo thù cho cháu, để xem sau này cha cháu còn dám đánh cháu nữa không. Cao tổ phụ, thế này không được đâu, cháu không thể giờ nào phút nào cũng đi cùng ông được. Cha cháu biết cháu tìm ông để kể tội thì chờ sau khi ông đi, cha cháu chắc chắn sẽ trả thù cháu. Tô Tinh Hà tủi thân nói. Nó dám, Tô Vô Kỵ bao che khuyết điểm nói, nếu nó dám, Tinh Hà, không cần cháu quan tâm chuyện này, ông sẽ nói cho nó biết. Về sau nếu nó dám động đến đầu ngón tay của cháu, thì ông sẽ đánh nó hai cái. Ai ya, Cao tổ phụ, ông tốt với cháu quá, hôn hôn. Tô Tinh Hà ghé lên người Tô Vô Kỵ, chẹp chẹp hôn môi một cái. Ha ha ha, Tinh Hà thật là ngoan. Vẻ mặt Tô Vô Kỵ tươi cười thỏa thích hưởng thụ niềm vui gia đình đã mất từ lâu. Hai người chốc lát dính lấy nhau, ngay sau đó, Tô Vô Kỵ liền dẫn Tô Tinh Hà cùng đến trang viên nhà họ Tô. Trên đường, Tô Vô Kỵ thương cái cậu bé hậu bối mấy đời sau của mình, cho đến bây giờ vẫn không để Tô Tinh Hà chạm đất, vẫn luôn cõng Tô Tinh Hà. Đồng thời, ông ấy rất hưởng thụ cảm giác này, nên vẫn không sử dụng linh khí, từng bước chân chậm rãi đi đến trang viên nhà họ Tô, trong lúc đó lại mua đồ ăn ngon cho Tô Tinh Hà. Cái này khiến Tô Vô Kỵ một thân một mình trăm năm nay, cảm nhận được tình thân. Cùng lúc đó, trang viên nhà họ Tô, Vương Dương Minh ở đây chờ đã lâu. Cuối cùng lúc này đã nhận ra khí tức của Tô Vô Kỵ. Ha ha, đại ngu đần cuối cùng cũng đến rồi. Khóe miệng Vương Dương Minh nhếch lên một nụ cười thoải mái, bắt đầu cân nhắc làm sao lừa được Tô Vô Kỵ rồi. Hơn 100 năm trước, ông ấy kết bạn với Tô Vô Kỵ, đã dùng qua rất nhiều thủ đoạn. Ví dụ như, khi đó, Vương Dương Minh đã rất lớn tuổi rồi, ông ấy liền nói dối là mình sắp phải chết, tuổi thọ sắp hết. Chỉ có dược liệu cổ mà Tô Vô Kỵ cất giữ mới có thể giữ lại cái mạng này của ông ấy. Tô Vô Kỵ nhìn thấy bạn tốt của mình bị như thế, liền lập tức không chút do dự mà trực tiếp lấy dược liệu cổ của mình tặng cho Vương Dương Minh. Vương Dương Minh cầm dược liệu cổ, còn diễn một bộ phim sinh ly tử biệt, nói dược liệu cổ chỉ giúp ông ấy sống thêm 3 năm, chính mình ăn cũng thấy lãng phí, giả vờ từ chối, Tô Vô Kỵ lại tức giận, cố gắng nhét cho Vương Dương Minh. Còn nói dù cho dược liệu cổ làm cho Vương Dương Minh sống thêm một ngày, thậm chí là một giờ thì ông ấy đều cam tâm tình nguyện đưa cho Vương Dương Minh.
Cuối cùng, Tô Vô Kỵ còn tức giận, nói Vương Dương Minh không chịu nhận thức là không xem ông ấy là bạn tốt. Vương Dương Minh lúc này mới cố nhận lấy dược liệu cổ, ăn dược liệu cổ một cách không tình nguyện. Sau một khoảng thời gian, Tô Vô Kỵ mới từ chỗ Vương Trọng Vân biết được, Vương Dương Minh tu luyện công pháp cực kỳ thần bí, hơn nữa lại là đệ nhất đạo giáo, gánh vác khí vận lớn, tuổi thọ cực kỳ dài, sống thêm mấy trăm ngàn năm cũng không thành vấn đề gì. Cùng lúc đó, Tô Vô Kỵ mới nhận ra được bản thân mình bị lừa, tức giận để tìm Vương Dương Minh tính sổ. Vương Dương Minh lại giả vờ đáng thương nói cho Tô Vô Kỵ, nói là đạo giáo xuống dốc rồi, ông ấy thật sự không có tài nguyên tu luyện nữa, còn nói toàn bộ đạo giáo, đều không có được bao nhiêu tiền, ông ấy còn phải giúp đỡ thiên hạ thống nhất, giúp đỡ những người đạo quán nhỏ. Tô Vô Kỵ nhìn thấy tình cảm thật của Vương Dương Minh, không đành lòng, nên không tiếp tục truy cứu nữa, thậm chí còn tự móc tiền túi, góp rất nhiều vật tư cho núi Võ Đang. Còn có một lần, Vương Dương Minh lừa gạt Tô Vô Kỵ, nói ông ấy tính toán thiên cơ, biết nơi nào đó của tỉnh Thiên Nam, sẽ có trọng bảo ở đó, người đến đó trước sẽ có cơ hội lấy được trọng bảo. Tô Vô Kỵ tất nhiên động tâm, dò hỏi địa điểm cụ thể của trọng bảo, nhưng Vương Dương Minh lại đưa ra yêu cầu, muốn Tô Vô Kỵ lấy ra 50 vạn viên đá năng lượng, dùng cái này làm điều kiện trao đổi. Tô Vô Kỵ nghe xong, chi phí cao như vậy, liền có chút không cam tâm tình nguyện, nhưng Vương Dương Minh lại nói, món trọng bảo kia rất giá trị, vượt xa giá trị của 50 vạn viên đá năng lượng này. Tô Vô Kỵ lại không phải người ngu, hỏi thăm Vương Dương Minh, nếu trọng bảo đã mạnh như vậy, vì sao ông ấy lại không tự mình đi lấy? Vương Dương Minh liền nói mình không được, món trọng bảo kia khá nguy hiểm, chính mình không thể lấy được, sau đó còn khen Tô Vô Kỵ mạnh mẽ, còn nói Tô Vô Kỵ hoành hành chèn ép một thời đại, lại phá vỡ trói buộc điểm xấu, là người xứng với danh hiệu nghịch thiên, khí vận vô địch, có thể trấn áp toàn bộ thế gian, đi rồi, đi rồi. Tóm lại, Vương Dương Minh nói Tô Vô Kỵ nâng lên tận trời, chỉ thiếu chút nữa là nói Tô Vô Kỵ là người đứng đầu vũ trụ thương khung nữa mà thôi. Tô Vô Kỵ cao hứng, đắc chí, trong lòng không thể nào không kiêu ngạo, cuối cùng lấy ra 50 vạn viên đá năng lượng, đổi lấy vị trí cụ thể của bảo trọng từ trong miệng Vương Dương Minh nói. Ngay sau đó, Tô Vô Kỵ liền rời khỏi núi Võ Đang, ẩn tàng khí tức, vội vàng chạy tới tỉnh Thiên Nam, đau khổ chờ. Kết quả sau 3 tháng, trọng bảo quả nhiên xuất hiện, Tô Vô Kỵ vô cùng hưng phấn, nhưng vẻ hưng phấn này thì Tô Vô Kỵ giấu trong lòng, trực tiếp ra tay đem trọng bảo lấy về tay mình. Sau đó, cả người ông ấy đều sững sờ. Cái này mà gọi là trọng bảo à, con mẹ nó lại là một cái quần lót, còn con mẹ nó lại là xuyên thấu, chỗ ở giữa lại có một cái lỗ. Tô Vô Kỵ biết mình bị chơi xỏ, tức giận đến thẹn quá hóa giận, muốn qua để dạy dỗ Vương Dương Minh. Nhưng ai biết, Vương Dương Minh lại rời khỏi núi Võ Đang, nói là đi ngao du thiên hạ, đến Vương Trọng Vân cũng không biết tung tích của ông ấy. Cái này khiến Tô Vô Kỵ rất bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể trở lại núi Võ Đang bế quan tu luyện mà thôi. Đây chỉ là hai trong số nhiều lần, từ khi biết Tô Vô Kỵ đến nay, Vương Dương Minh tìm kiếm nghĩ cách chơi xỏ Tô Vô Kỵ. Chưa bao giờ thua, mỗi lần đến đạt được rất nhiều thứ tốt. Hôm nay, Vương Dương Minh lại bị Tô Thương chơi cho một vố lớn, trực tiếp mất đi một nửa tư nguyên, thịt đau vô cùng. Vừa đúng lúc Tô Vô Kỵ xuất quan, lại đi đến Giang Bắc, Vương Dương Minh tất nhiên lại muốn tiếp tục lừa Tô Vô Kỵ, để bù lại một chút tổn thất của mình. Không, không chỉ có đền bù, còn muốn nhà họ Tô phải đền bù lại gấp bội. Vương Dương Minh sau khi suy tư một lúc lâu, rất nhanh liền lộ ra một nụ cười, trong lòng đã có chủ ý. Lần trước mình lừa Tô Vô Kỵ dùng quần lót xuyên thấu, lừa được 50 vạn viên đá năng lượng, từ đó về sau, vẫn chưa từng gặp qua ông ấy, nghe Vương Trọng Vân nói, ông ấy lúc đó cực kỳ tức giận, Vương Dương Minh khẽ cười nói, mặc dù chuyện đã qua mấy chục năm rồi, nhưng chắc chắn khi nhìn thấy mình, sẽ sạm mặt lại với mình. Có điều, Tô Vô Kỵ cực kỳ chú trọng tình nghĩa, chắc chắn ông ấy vẫn còn quan tâm tới mình. Vương Dương Minh nói tiếp, trước mắt không có cách gì hay, trăm chiêu cũng chỉ có thể dùng chiêu kia mà thôi. Chỉ cần mình bị trọng thương không trị được, với tính cách của Tô Vô Kỵ, chắc chắn sẽ không mặc kệ mình, tất nhiên phải dùng tư nguyên cứu mình rồi. Vương Dương Minh tiếp tục phân tích nói, lần trước mình đã dùng tuổi thọ gần hết để lừa gạt ông ấy rồi, nếu cùng một chỗ thì ông ấy không thể té ngã hai lần hai được. Lần này, phải đổi cách khác thôi, đợi chút nữa mình nói cho ông ấy biết, mình tấn cấp thất bại. Sắp phải chết, cần lượng tư nguyên lớn, mới có thể kéo mình trở về từ quỷ môn quan được. Vương Dương Minh nhếch miệng nói, mặc dù cách này, khác biệt trước đó không lớn,
người bình thường chắc chắn không bị lừa, nhưng nếu là Tô Vô Kỵ thì không chắc chắn. Ông ấy trọng tình trọng nghĩa, sau khi nhìn thấy mình bị trọng thương hấp hối, dù là ông ấy có nghi ngờ mình đang diễn, cũng sẽ đồng ý giúp đỡ mình. Có điều, mình tốt nhất là phải bị trọng thương, nếu không thì xác suất thành công là không lớn. Vương Dương Minh nghĩ nghĩ, rất nhanh liền từ trong vòng tay chứa đồ, lấy ra một viên đan dược đen xì, cắn răng nói, viên đan dược kia, là thánh dược chữa thương cuối cùng còn sót lại của núi Võ Đang, sau khi luyện hóa, cho dù mình có trọng thương thế nào, cũng có thể tỉnh lại sau nửa giờ. Liều mạng, không vào hang cọp không bắt được cọp, vì để cho Tô Vô Kỵ tin tưởng, mình không thể làm gì khác hơn là phải dùng đến nó rồi. Nghĩ đến đây, Vương Dương Minh trực tiếp nuốt viên đan dược đen xì này vào bụng. Ông ấy sợ hãi bản thân mình chút nữa bị thương, đến năng lực mở vòng tay chữ đồ cũng không có. Có điều bây giờ tốt rồi, đan dược cứu mạng đã nằm trong bụng, bất kỳ lúc nào cũng có thể lấy luyện hóa, đến lúc đó có thể phát huy hiệu quả. Sau khi ăn đan dược, Vương Dương Minh giơ tay lên, sau khi hạ quyết tâm lớn, liền liên tục đánh vào lồng ngực của mình. Nhìn qua càng giống như bị lôi kiếp gây thương tích, trong lòng bàn tay ông ấy còn xen lẫn những thứ như bị sét đánh. Vèo. Đùng đùng. Sau một giây, Vương Dương Minh liền biến thành than rồi, toàn thân đen kịt, còn có lôi điện di chuyển. Không đủ, lại lần nữa. Vương Dương Minh nhìn thấy hiệu quả không tốt lắm, lại làm thêm cho mình một lần nữa, dòng điện lập tức bao phủ toàn cơ thể mình, phá hủy lục phủ ngũ tạng của chính mình. Còn chưa đủ thảm, đạo đức trưởng. Vương Dương Minh liều mạng, sử dụng tuyệt chiêu của chính mình, hung hăng tự đánh mình một trận. Khoảng thêm mấy phút đồng hồ. Vương Dương Minh cuối cùng cũng hoàn toàn tự làm khổ mình, nằm dưới đất thê thảm vô cùng, toàn thân có lôi điện di chuyển, hơi thở mong manh. Tô Vô Kỵ, lần này tôi dốc hết vốn liếng rồi, không, không lừa được một đống dược liệu cổ của ông, thì coi như tôi thua lỗ. Vương Dương Minh mặc dù rất khó chịu, nhưng trong lòng lại tràn đầy chờ mong, nhếch môi lộ ra một nụ cười, im lặng chờ đợi Tô Vô Kỵ đến. Lúc đầu còn được, nhưng dần dần, Vương Dương Minh lại có chút sốt ruột. Con mẹ nó, Tô Vô Kỵ, ông bỏ qua à, sao chậm như vậy chứ? Ông đây sắp chết rồi, con mẹ nó ông tóm lại có đến hay không? Cuối cùng, qua thêm mười mấy phút, đúng lúc Vương Dương Minh đang chờ mong, Tô Vô Kỵ cuối cùng cũng cõng Tô Tinh Hà đi vào trang viên nhà họ Tô. Cao tổ phụ, có hương vị thịt nướng, thơm quá đi, ông có ngửi thấy không? Lúc này, giọng nói của Tô Tinh Hà truyền tới. Tinh Hà, mũi của cháu thật thính. Đúng là thịt nướng rồi. Tô Vô Kỵ cười trả lời. Hi hi, cái hương vị thịt nướng này trước đây cháu chưa từng ngửi thấy, không phải thịt dê, cũng không phải thịt heo, chẳng lẽ là thịt chó? Tôn Tinh Hà nghi ngờ nói, không đúng, thịt chó không phải đều nấu lên mà ăn hay sao chứ, đâu có ai mà nướng ăn đâu. Thịt dê, thịt heo, thịt chó, con mẹ nó, cái này là ai vậy, tuổi còn nhỏ có biết nói chuyện hay không thể hả, không được. Chờ sau này nhất định phải dạy dỗ nó một trận mới được. Vương Dương Minh âm thầm chửi thề, liên quan đến chuyện của Tô Vô Kỵ, ông ấy cũng không có cách nào dự đoán được, nếu không thì sẽ phạm phải thiên khiển. Vì thế vừa rồi, ông ấy không có cách nào dự đoán được bản thân mình có thành công hay không, cũng không biết bên cạnh Tô Vô Kỵ còn có một đứa bé. Bây giờ, Vương Dương Minh thật sự sắp chết, chính ông ấy tự đánh mình còn lại một hơi thở cuối, lục phủ ngũ tạng đều bị hủy. Dù là muốn tính toán đến Tô Tinh Hà cũng không thể nữa rồi. Anh, chấm ans Tô, thế là, Vương Dương Minh chỉ có thể yếu ớt gọi Tô Vô Kỵ. Ai ya, má ơi, cao tổ phụ, nơi đó có thứ gì vậy, làm cháu sợ muốn chết. Tô Tinh Hà ôm chặt lấy cổ Tô Vô Kỵ. Tinh Hà, đừng sợ, có cao tổ phụ đây. Tô Vô Kỵ đầu tiên là trấn an Tô Tinh Hà một chút, sau đó ánh mắt nhìn xuống đất, sau khi quan sát tỉ mỉ một lúc, nhất thời kinh ngạc nói, Vương Dương Minh. Vâng, khụ khụ, là tôi. Vương Dương Minh giả vờ vô cùng suy yếu, không đúng, là thật sự rất suy yếu, hơi thở có chút mong manh nói, anh Tô, không ngờ trước khi chết, tôi còn có cơ hội gặp được anh, chúng ta thật sự có duyên phận mà, khụ. Lại nữa, Vương Dương Minh, con mẹ nó ông cảm thấy tôi khờ lắm đúng không, cũng tại chỗ này, ông đây sẽ không ngã hai lần đâu, lần trước ông đã giả vờ chết rồi, chiều này bây giờ không có tác dụng gì với tôi đâu. Tô Vô Kỵ đối với Vương Dương Minh không còn chút tin tưởng gì nữa, trực tiếp kết luận đây là giả. Anh, chấm ans Tô, ai ya, những lần trước, là tôi không đúng, nhưng lần này, tôi thật sự sắp phải chết. Vương Dương Minh hút vào nhiều mà không thở ra bao nhiêu,
toàn thân đều màu đen, chỉ có sắc mặt là vô cùng tái nhợt, cười khổ nói, nếu anh không tin, có thể nhìn vết thương của tôi mà xem, cái này không thể giả được. Hửm. Tô Vô Kỵ nghe vậy, nhất thời nghiêm túc lại, thả ra thần thức tỉ mỉ quan sát Phương Dương Minh một chút, sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng. Sau vài giây đồng hồ, ông ấy vội vàng thả Tô Tinh Hà từ trên người xuống, nhanh chân đi đến trước mặt Vương Dương Minh, mặt mũi tràn đầy bi thảm mà nói, anh Vương, anh sao vậy, xảy ra chuyện gì rồi hả? Ha ha, cuối cùng vẫn bị lừa. Tô Vô Kỵ à Tô Vô Kỵ, ngốc ơi là ngốc. Vương Dương Minh thấy sắc mặt Tô Vô Kỵ biến đổi thì trong lòng vô cùng đắc ý. Kế hoạch của mình lại có hiệu quả lần nữa, lần này phải lừa Tô Vô Kỵ đến mức không còn thừa cả cái quần cộc mới được, nếu không khó mà xả được mối hận trong lòng. Nghĩ tới lúc trước ở động phủ Đông Sơn, mình bị Tô Thương uy hiếp giao ra một nửa tài nguyên tu luyện, trong lòng Vương Dương Minh liền vô cùng giận dữ. Nhưng không sao, mặc dù có đứa cháu trai thông minh, nhưng Tô Vô Kỵ lại rất ngốc nghếch. Tô, anh Tô, tôi sắp không được rồi. Vương Dương Minh nhìn Tô Vô Kỵ, yếu ớt nói. Anh đừng nói nữa, hãy gìn giữ thể lực. Tô Vô Kỵ vội vàng nói, Vương Huynh, mau nói cho tôi biết sốt cuộc anh làm sao vậy, là bị người ta đánh sao? Nghe được câu hỏi của Tô Vô Kỵ, Vương Dương Minh vô cùng cạn lời, lập tức ngây ra. Không cho tôi nói chuyện, còn hỏi tôi có chuyện gì xảy ra? Ông không bị làm sao chứ? Tên ngốc, quả nhiên Tô Vô Kỵ là một tên ngốc, nhiều năm trôi qua vậy rồi mà không có chút tiến bộ nào cả. Tôi, Vương Dương Minh hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng nói, tôi cũng không đánh nhau với ai cả, sở dĩ sẽ biến thành dáng vẻ bây giờ là bởi vì lên cấp thất bại. Chuyện là thế này, hôm nay chính là ngày linh khí thức tỉnh, tôi tính toán thời gian, đã đến đây trước thời hạn, khoảng mấy ngày trước tôi đã đến Giang Bắc. Phương Dương Minh cố gắng nói tiếp, tôi biết chắc chắn đến khi linh khí thức tỉnh sẽ có rất nhiều nguy hiểm, không tránh được một trận chiến lớn. Vì có thể gia tăng sức chiến đấu cho phe chúng ta, tôi nghĩ tới nghĩ lui, quyết định đánh vào chuẩn tiên đế đỉnh phong, ai ngờ kết quả. 2. Vương Dương Minh thở dài cái sau đó nói, tôi thất bại, lôi kiếp chuẩn tiên đế đỉnh phong thật sự là quá kinh khủng, tôi không có chút sức đánh trả nào đã bị lôi kiếp nghiền ép, vốn dĩ tôi có cơ hội từ bỏ, nhưng nghĩ đến lúc linh khí thức tỉnh mình không giúp được gì, liền quyết định cứng rắn chống đỡ, thử lên đến chuẩn tiên đế đỉnh phong, kết quả sau cùng chính là lục phủ ngũ tạng của tôi bị lôi kiếp phá hủy, nguyên anh gần như tan biến. Cơ hội phục hồi như cũ rất mong manh. Vương Dương Minh cười khổ nói. Anh Tô, tôi đã nằm đây 2 ngày rồi, vốn tưởng rằng mình sẽ tiếc nuối chết đi, lại không nghĩ rằng trước khi chết vẫn còn có cơ hội thấy anh một lần cuối, có lẽ đây chính là duyên phận đi. Anh Tô, chúng ta quen biết lâu như vậy, ân oán với nhau cũng chỉ là trò cười, bây giờ nghĩ lại mới thấy rất vui, có thể chết ở trước mặt anh, tôi chết cũng không tiếc. Vương Dương Minh nở nụ cười nhìn Tô Vô Kỵ, bắt đầu chơi trò tình bài. Ông ta biết Tô Vô Kỵ để ý đến chuyện này nhất. Đúng như dự đoán, Tô Vô Kỵ nghe được lời của Vương Dương Minh thì vô cùng cảm động, hốc mắt hơi ửng đỏ, vội vàng nói, anh Vương, anh đừng từ bỏ, chỉ cần anh còn có một hơi thở thì chứng tỏ anh vẫn còn có cơ hội, tôi có một ít đan dược dược liệu, có thể cho anh hết, chắc chắn sẽ trị được hết bệnh cho anh. Anh Tô, tôi xin nhận ý tốt của anh. Vương Dương Minh nghe thấy Tô Vô Kỵ nguyện ý lấy dược liệu ra thì hai mắt sáng lên. Nhưng ông ta biết phải diễn cho tròn vai, vì vậy thở dài một cái, tuyệt vọng nói, hai, tình huống của tôi như thế nào, chính tôi rõ ràng nhất. Bây giờ cho dù có dược liệu hơn 10.000 năm cũng không thể khiến tôi khỏi bệnh, trừ khi là dược liệu 50.000 năm trở lên mới có khả năng chữa khỏi cho tôi. Vương Dương Minh cười khổ nói, nhưng dược liệu 10.000 năm đã rất hiếm thấy rồi, huống chi là 50.000 năm, tôi có. Tô Vô Kỵ hơi suy nghĩ. Trực tiếp lấy ra 2 cây thảo dược từ trong vòng tay lưu trữ, tỏa ra ánh sáng sáng chói. Một cây trong đó là cỏ 8 lá, mỗi một cái lá chỉ lớn bằng ngón tay cái, toàn bộ dược liệu này đang tỏa ra ánh sáng đẹp đẽ, còn có cả sức sống rất mạnh mẽ. Một cây khác thì hơi giống củ cà rốt, cũng to bằng củ cà rốt, màu đỏ rực, phía sau vẫn còn có lá cây, cũng tràn đầy sức sống. 2 cây thảo dược này, đừng nói là ăn. Cho dù chỉ đứng ở bên cạnh người thôi cũng có thể khiến người bình thường kéo dài tuổi thọ, tăng thêm 20 năm tuổi thọ cũng không thành vấn đề. Anh Vương, 2 cây thảo dược này đều là 50.000 năm, là sư phụ Huyền Thiên Tiên Đế đưa cho tôi hơn 100 năm trước, Tô Vô Kỵ khẽ cười nói, những năm nay tôi vẫn luôn để trong vòng tay lưu trữ, không nỡ uống, anh yên tâm đi, mấy năm nay tôi giữ gìn rất tốt, chưa bị mất công dụng đâu.
Anh mới vừa nói một cây thảo dược 50.000 năm vẫn khiến cơ hội khỏi hẳn của anh rất mong manh, bây giờ lại thêm một cây nữa, anh Vương, nếu anh ăn hết, chắc chắn sẽ có thể giữ được mạng sống. Nói tới đây, Tô Vô Kỵ vội vàng thúc giục, anh Vương, đừng ngẩn ra đó, mau ăn đi. Cái này, anh Tô, nó quá quý giá, tôi rất xấu hổ. Trong mắt Vương Dương Minh nóng như lửa, hận không thể ra tay cướp đoạt, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Xấu hổ nói, tôi sống nhiều năm như vậy, đã sớm sống đủ rồi, tất cả đều là ý trời, tôi lên cấp thất bại, bị lỗi kiếp làm cho thương nặng, đây chính là số phận của tôi, trời cao đã sắp xếp cho tôi con đường này, đây là điều đã được định trước, tôi không có khí phách như anh, không có dũng khí làm trái ý trời, cứ để tôi lặng lẽ chết đi đi. Vương Dương Minh cảm động nói, anh Tô, chỉ là tôi không ngờ được tôi lừa anh nhiều lần như vậy mà anh vẫn còn tin tưởng tôi, thậm chí còn lấy ra dược liệu quý giá vì tôi. Tôi vô cùng cảm động. Nếu như có đời sau, anh Tô, nhất định tôi vẫn muốn quen biết anh, làm bạn tốt chí giao của anh. Anh Vương, anh nói gì vậy? Tô Vô Kỵ mở miệng nói, hai cây thảo dược này đúng là rất quý giá, ban đầu sư phụ tôi cũng chỉ cho tôi 5 cây thôi, 3 cây kia đã bị tôi ăn mất rồi nhỉ, chỉ còn lại 2 cái này. Mặc dù dược liệu quý giá, nhưng cũng không quan trọng bằng anh Vương được. Tô Vô Kỵ khuyên. Không còn dược liệu thì sau này vẫn còn có cơ hội lấy được nữa, nhưng nếu mất mạng thì thật sự sẽ không còn gì. Nghe tôi, anh Vương, anh hãy nhận lấy và ăn hai cây thảo dược này đi, tôi sẽ ở bên cạnh hộ pháp cho anh. Anh Tô, Vương Dương Minh cảm kích đến mức rưng rưng nước mắt, quyết định từ chối một lần nữa rồi sau đó sẽ miễn cưỡng nhận lấy hai cây thảo dược 50.000 năm này. Vì vậy ông ta nói, anh đúng là quá tốt với tôi, nhưng tôi không thể ăn hai cây thảo dược quý giá này được. Lần này tôi bị thương nặng, cho dù cho ăn dược liệu cũng vẫn khó hết bệnh trong thời gian ngắn, anh giữ lại để phòng bất cứ tình huống nào đi, dẫu sao linh khí thức tỉnh sắp bắt đầu, nhỡ may gặp phải đối thủ mạnh mẽ, bị thương nặng, còn có thể ăn dược liệu để khôi phục vết thương của anh, cho nên anh Tô, anh cất đi đi, mau cất đi đi, tôi không ăn thật đâu. Được rồi, diễn tới đây là được rồi. Vương Dương Minh cười thầm trong lòng, căn cứ vào sự hiểu biết của ông ta với Tô Vô Kỵ, đối phương rất chú trọng tình cảm. Tuyệt đối sẽ không để ông ta chết đi như vậy, có lẽ sẽ bắt mình ăn vào. Lúc Vương Dương Minh đang suy nghĩ đến việc Tô Vô Kỵ cưỡng ép bắt mình ăn dược liệu, mình không thể không há miệng. Nhưng vào lúc này, điều khiến Vương Dương Minh không thể ngờ được là Tô Vô Kỵ lại cất hai cây dược liệu 50.000 năm đi thật. Hả? Chuyện gì đây? Tại sao lại không phát triển theo kịch bản? Sao lại cất đi thật vậy? Vương Dương Minh ngây người, mờ mịt nhìn Tô Vô Kỵ, há miệng một cái. Nhưng lại không biết nên nói cái gì. Hai, lúc này, Tô Vô Kỵ thở dài một cái nói, anh Vương, anh nói đúng, anh cân nhắc vấn đề rất chu toàn. Tối nay sẽ là lúc linh khí thức tỉnh, đến lúc đó không biết Viêm Long Tiên Đế có thể đến hay không, có còn thêm những thứ cao thủ ngoại vực nào khác giáng xuống trái đất hay không, tóm lại tối nay là một trận ác chiến. Nếu như có hai cây dược liệu này, gặp phải đối thủ mạnh mẽ, tôi vẫn có thể đọ sức một lần. Kéo dài thời gian cho linh khí thức tỉnh. Tô Vô Kỵ nói tiếp, nhưng nếu tôi không có hai dược liệu này thì sẽ rơi vào thế yếu, thậm chí không chống đỡ được bao lâu đã thua, gây bất lợi cho linh khí thức tỉnh. Lúc trước tôi không cân nhắc đến điều này, là tôi sơ sót, vẫn là anh Vương suy nghĩ chu toàn. Tô Vô Kỵ vừa nói vừa nhìn về phía Vương Dương Minh, khâm phục nói, nếu anh Vương đã hiểu rõ đại nghĩa, lấy đại cục làm trọng như thế. Tình nguyện từ bỏ cơ hội tiếp tục sống cũng phải giúp tôi gia tăng sức chiến đấu tối nay. Vậy chắc chắn tôi sẽ không phụ lòng tốt của anh Vương. Tôi sẽ lấy lại hai cây thảo dược này. Anh Vương, anh cứ yên tâm chết đi, linh khí thức tỉnh giao cho tôi là được, tôi sẽ cố gắng hết sức để thúc đẩy linh khí thức tỉnh. Tô Vô Kỵ vừa nói vừa nhắm mắt lại, trang trọng nói, Tô Vô Kỵ nhà họ Tô tiễn anh Vương, lên đường. Đậu má, lên đường. Mẹ nó thật sự muốn tiễn ông đây đi sao? Đương nhiên Vương Dương Minh đã nhận ra được tình hình không đúng lắm, tên chó Tô Vô Kỵ này lại tưởng lời từ chối vừa nãy của mình là thật. Tên ngốc này, ông đây chỉ đùa với ông thôi, nếu như có thể được sống, ai lại muốn chết chứ? Là đầu óc ông có vấn đề hay đầu óc tôi có vấn đề? Hiểu rõ đại nghĩa cái con khỉ. Vương Dương Minh mắng Tô Vô Kỵ trong lòng, nhưng cũng không dám thể hiện ra. Ngay lúc ông ta còn đang suy nghĩ làm thế nào để ám chỉ cho Tô Vô Kỵ biết mình muốn dược liệu, Tô Vô Kỵ lại lấy một cái áo bào trắng từ vòng tay lưu trữ ra, trùm lên trên người Vương Dương Minh. Anh Vương, đây là quần áo tôi chuẩn bị để tắm rửa, không có thời gian chuẩn bị vải trắng cho anh,
anh dùng tạm đi, sau khi chết có đổ bọc thân còn tốt hơn không có gì cả. Tô Vô Kỵ lại bổ sung một câu, anh yên tâm đi, tôi chưa mặc cái áo trắng này bao giờ đâu, vẫn còn mới, anh cũng không đến nỗi quá uất ức. Nói xong, Tô Vô Kỵ liền ngồi xổm xuống, chậm rãi đắp áo trắng lên mặt Vương Dương Minh. Vương Dương Minh, nhìn bộ đồ màu trắng trên mặt, trong lòng Vương Dương Minh không ngừng mắng chửi. Đậu má, thật sự muốn tiễn ông đây đi sao? Ông đây không muốn chết. Bây giờ Vương Dương Minh bởi vì tự dùng trưởng của mình để đánh mình, cho nên vô cùng yếu ớt, thật sự sắp chết rồi. Ông ta khẽ cắn răng, run rẩy nâng tay lên kéo áo trắng ở trên mặt xuống. Anh Vương, anh làm sao vậy, hồi quang phản chiếu sao? Tô Vô Kỵ thấy vậy, thở dài một cái nói, hai, anh Vương, nhân gian không đáng giá, anh cũng đừng lưu luyến nữa, sớm chết sớm siêu sinh. Đợi anh chết rồi, tôi sẽ đốt nhiều vàng mã cho anh, lại đốt cho anh thêm một cái phủ thật đẹp, để anh ở trong đó thoải mái một ít. Vừa dứt lời, Tô Vô Kỵ lại đắp áo trắng lên đầu Vương Dương Minh, Vương Dương Minh thấy vậy thì giơ tay lên lần nữa, dùng hết sức mình để kéo cái áo trắng xuống. Anh Vương, anh muốn nhìn tôi lần cuối sao? Tô Vô Kỵ nhìn Vương Dương Minh, nói tiếp, không cần đâu, rất nhanh chúng ta đã phải xa cách âm dương rồi. Tô, anh tôi, thật ra thì tôi... Vương Dương Minh muốn nói mình còn có thể được cứu, nhưng ông ta còn chưa nói hết, Tô Vô Kỵ đã ngắt lời, anh Vương, có phải anh muốn nói bây giờ anh nửa chết nửa sống, thật ra thì rất thống khổ, cho nên muốn để tôi cho anh một sự giải thoát, tiễn anh đoạn đường cuối cùng. Tôi, thống khổ là thống khổ thật, nhưng mà tôi không muốn chết, ông nhìn ra tôi muốn ông cho tôi một sự giải thoát từ đâu vậy? Hai, vẻ mặt Tô Vô Kỵ vô cùng phức tạp, cuối cùng vẫn nói, tự tay đưa anh em tốt lên đường. Chắc chắn đây là một sự khiêu chiến lớn với tôi, có thể cả đời tôi sẽ phải sống ở trong bóng tối. Nhưng anh Vương, anh là huynh đệ tốt nhất của tôi, vì để giảm bớt thống khổ cho anh, tôi tình nguyện ra tay. Tôi không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, hôm nay tôi sẽ cho anh sớm được giải thoát. Tô Vô Kỵ dứt khoát nói, vì thế tôi tình nguyện bị tâm ma hành hạ cả đời. Anh Vương cứ yên tâm, tôi sẽ ra tay rất nhanh, chỉ trong chớp mắt anh sẽ lên Tây Thiên thôi. Sẽ không có một chút đau khổ nào. Thấy anh bây giờ có vẻ khó chịu, trong lòng tôi cũng dễ chịu. Hai, anh Vương, không nói nhiều nữa, tôi sẽ đưa anh lên đường. Tô Vô Kỵ liên tục than thở, cuối cùng giơ bàn tay lên, trong lòng bàn tay trải rộng linh khí, tản ra uy thế kinh khủng. Nếu như một trưởng này rơi xuống, Vương Dương Minh chắc chắn sẽ phải chết, tuyệt đối không có khả năng sống sót. Đậu má, Vương Dương Minh thấy Tô Vô Kỵ thật sự muốn ra tay thì lập tức chửi đồng. Ngay sau đó dùng hết toàn bộ sức mạnh lăn trên mặt đất. Kèm theo một tiếng nổ lớn, bàn tay của Tô Vô Kỵ vỗ tới, mặt đất lập tức xuất hiện một dấu tay to lớn. Mười mấy giây sau, bụi đất tản đi, xung quanh mới dần dần bình tĩnh. Tô Vô Kỵ, Vương Dương Minh nhìn dấu tay trên đất, trong nháy mắt kêu la như sấm, cắn răng nghiến lợi nói, mẹ nó ông đúng là ác độc, thật sự định đập chết ông đây à? Ha ha ha, Tô Vô Kỵ thấy vậy thì mỉm cười. Vương Dương Minh, đập chết ông cũng không thua thiệt, ai bảo ông lại muốn lừa tôi. Ông đã nhìn ra, Vương Dương Minh tự biết đối lý, vẻ mặt có chút yếu ớt. Đã nhìn ra, ông lại hỏi có phải tôi đã nhìn ra hay không à? Trời, ông đang nghi ngờ chỉ số thông minh của tôi đó sao? Tô Vô Kỵ khó chịu nói, nếu như là người khác, có lẽ tôi sẽ cứu, bởi vì người khác thật sự có thể bởi vì lên cấp thất bại mà bị lôi kiếp gây thương tích. Nhưng nếu là ông thì chắc chắn tôi sẽ không tin, từ lần thứ 10 ông lừa tôi đã đặt ra một quy củ cho mình, tất cả những gì ông nói tôi đều không tin. Tô Vô Kỵ khẽ cười nói, cho dù ông có nói đúng, tôi cũng sẽ không tin tưởng. Đậu má! Vương Dương Minh xa sầm mặt chửi bởi, nếu ông đã nhận ra thì còn giả vờ làm gì, làm tôi mất công kích động. Ha ha, không phải là tôi muốn xem kỹ thuật diễn của ông có thụt lùi không sao? Tô Vô Kỵ cười nói, cũng không tệ lắm, kỹ thuật diễn của ông càng ngày càng tốt, ngay cả vết thương cũng giống như thật, làm tôi không nhận ra ông đang giả vờ bị thương. Vương Dương Minh, ông làm giả vết thương này kiểu gì vậy, rất thú vị, có thể dạy tôi không? Tình hình vết thương sao? Giả vờ á, ông cố nội nhà mày nữa, đồ điên, ông đây bị thương thật sự, tức sắp chết đến nơi rồi đây này. Sau khi Vương Dương Minh nghe được lời nói của Tô Vô Kỵ, sắc mặt tái nhợt lúc ban đầu bỗng xám xịt lại. Bây giờ Vương Dương Minh cảm thấy rất khó chịu, không chỉ cơ thể cảm thấy khó chịu, mà trong lòng còn cảm thấy khó chịu hơn. Ông ta bỏ ra cái giá lớn như vậy,
thậm chí còn không tiếc sử dụng đến chiêu đạo đức, suýt chút nữa thì nổ tung cả người, chỉ vì muốn lừa một khoản vật tư tu luyện của Tô Vô Kỵ, nhưng ai ngờ, lại bị Tô Vô Kỵ nhìn thấu, trộm gà không được lại còn mất thêm nắm gạo nữa chứ. Anh Vương huynh, vết thương này của anh ý như thật ấy, tôi thật lòng muốn học hỏi. Tô Vô Kỵ nói một cách nghiêm túc, nếu anh có thể dạy cho tôi vài chiêu, thì tôi sẽ suy nghĩ cho anh mấy cây thuốc, coi như là học phí, anh thấy thế nào? Học ông nội ông ấy. Vương Dương Minh không nhịn được cơn tức giận mà chửi ầm ĩ hết lên, nghiến răng nói, ông đây bị thương thật sự, anh bị mù à, khụ khụ. Tức chết tôi mất, được rồi, anh Vương, tôi biết anh đang tính toán gì rồi, diễn kịch cũng không có tác dụng gì đâu. Tô Vô Kỵ nói, khốn nạn, Vương Dương Minh tức quá hóa giận, thành thực nói, tôi đây vì lừa anh, trước khi anh đến, bản thân tôi đã tự đánh mình, bây giờ tôi sắp ợ ra hơi rồi đây này. Tô Vô Kỵ, nếu anh có chút lương tâm, thì hãy đưa cho tôi cây thuốc 5 vạn năm, để cho tôi hồi phục vết thương đi. Tự đánh mình sao? Tô Vô Kỵ nghe thấy vậy, bỗng cười thành tiếng, ha ha ha, anh Vương, anh ngầu thật đấy, đến cả bản thân mình mà cũng dám đánh, tôi phục, tôi khâm phục. Đừng nói nhiều nữa, mau đưa thuốc cho tôi, nếu không tôi sẽ chết thật đấy, khụ khụ. Nhanh lên, Vương Dương Minh yếu ớt nói, đan dược lúc trước ông ta ăn, tuy có thể trị khỏi bệnh cho ông ta, nhưng lại vô cùng hiếm. Bây giờ chỉ còn lại một viên thôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 63.